Bác có câu hỏi, mời bác. Vâng. Vâng. À đây, mời chị. Đây giờ cả nhà sư biết bác đấy nhá. Dạ. Con xin phép cha. Dạ. Phép quý vị. Xin bác, xin mời bác. Thưa cha, theo con nghĩ cũng như là về đề cựu ước, luôn luôn là kính sợ Chúa, cũng như bây giờ mình phải kính sợ Chúa vì Thiên Chúa biết tất cả mọi sự để mà tránh tội lỗi. Vâng. Nhưng còn một cái đã kính rồi. Vâng. Rồi. Vâng. Còn phải kính mến. Vâng. Phải có kính mến về Chúa mới kính mến Chúa mình với lại vào với đời được, mình vào với con người được, có thông cảm mới được. Vậy thì câu hỏi của bác là gì? Dạ. Câu hỏi của bác là gì? Theo con nghĩ á, vâng, là sự kính. Ồ, như vậy để từ từ nhá. Hỏi câu hỏi chứ không ai hỏi ý nghĩ của bác. Bác có câu hỏi gì? Bác có câu hỏi gì? Thưa theo cha thì cái nào kính mến hay là kính sợ Thiên Chúa? À, cảm ơn bác, cho bác một tràng pháo tay đi. Đấy. Việt Nam chúng ta, anh chị em đừng có cười bác nhau. Tôi nói nãy là tôi không phải tôi chọc quê bác đâu. Cái này là tại vì tôi tạo một cái tiền lệ thôi. Việt Nam mình là người ta nói học ăn, học gì, học nói, học gói rồi học gì, học mở. Cho nên khi nói chuyện là cứ phải mở. Và khi mở thì phải nói từ đầu đến đuôi, để nói nó làm sao, có lớp lang. Chính vì vậy thì tôi mới thúc bác là vậy đấy. Chứ không có ý gọi là trêu bác đâu nha. Thành thử ra ý muốn nói lần sau gặp cha, thưa cha, hai cái kính mến và kính sợ, cái nào cần nhất. Đấy, như vậy. Thứ hai, cả hai đều cần. Một người không thể kính sợ Chúa nếu không có lòng kính gì? Kính mến Chúa. Một người không thể nào kính mến Chúa mà lại không có lòng kính gì? Kính sợ Chúa. Được không anh chị em? Rõ lắm. Bởi vì khi mà sợ Chúa, tức là biết Chúa là ai, mình là ai, và biết lẽ phải, thì một người hành xử trong lẽ phải thì phải có một động cơ thúc đẩy. Nếu động cơ thúc đẩy chỉ có tuyền ở cái chỗ là tôi được lớn và kẻ khác phải nhỏ hơn tôi, thì đấy đâu phải là kính sợ nữa. Cho nên động cơ thúc đẩy phải là động cơ của đức gì? Đức mến. Hành động về luân lý bao giờ cũng dạy chúng ta một điều như thế này: không phải chỉ có chủ ý, là good intentions is enough. Một cái người có chủ ý tốt nhưng mà không động cơ thúc đẩy của tin mừng thì một người có thể dẫn người đó đi xuống hỏa ngục. The good intentions is the leading the pathway to lead people to hell. Một người có thể nói tôi có cái chủ ý tốt muốn anh phải làm cái điều này, nhưng mà đấy là anh thôi, còn người khác thì sao? Cho nên phải được động cơ thúc đẩy của tin gì? Tin mừng, lòng mến. Cho nên lòng kính sợ biết lẽ phải phải được nuôi bằng đi đức mến. Ngược lại, một người yêu mến Chúa hành xử mà không dùng cái lý trí, mà chỉ có dùng cái gọi là ôi gì Chúa phán như vậy thì cứ làm như vậy, cha xứ bảo như vậy cứ làm như vậy, nhưng mà không được ý của mình, là ngày sau ngày hồi nó ra là bắt đầu nghĩa làm sao lại có quạc gọi là tin, đó là tin vịt, là bắt đầu đi khắp thế gian là vàng chết, không được. Một người kính sợ Chúa phải có lòng mến, mà một người có lòng mến thì phải có cái lòng kính gì? Kính sợ. Phải tăng tiến sự hiểu biết, biết đâu là đúng, biết đâu là gì là sai. Cho nên cảm ơn bác rất nhiều. Tối hôm nay bác làm cho một cái việc rất là tốt, là minh định được cái chỗ đứng của hai việc, là giữa sự kính sợ và lòng kính mến, cả hai phải gì? Bổ túc cho nhau và luôn luôn đồng hành với nhau. Cho bác một tràng pháo tay thì bác tuyệt vời lắm đấy. Vâng. Giờ đã đến giờ điểm dừng rồi hả? Hay còn phút nào nữa không? Đang còn được khoảng 3 phút nữa. Con có em Phúc đứng ở cuối nhà thờ cũng có một cái microphone. Nếu mà các cô các chú ở phía này hay là ai có câu hỏi cho cha thì xin xin giơ tay chúng lên. Con sẽ chuyển microphone. Có thể là được hai câu hỏi nữa cho tối nay. Hai câu hỏi nữa. Dạ. Ngày mai thì sẽ cố gắng làm cho nó có giờ hơn nữa để anh chị em tha hồ hỏi. Hoặc là thế này, ngày mai ấy có những câu hỏi chưa hỏi được, viết nó ra. Viết nó ra xong rồi trước khi giờ tính tâm mới đưa cho cha Thiên Ân hay cho các anh các chị. Đưa các sơ cũng được, các sơ có chỗ giấu nhá. Đưa lên đây cho tôi. Đấy, được không ạ? Đấy thì đấy, sương lắm đấy, chúa tôi sương lắm, sương lắm sương. Này chúa rồi, các sơ thì cái gì mà cũng phải sương chứ này, các sơ cầu nguyện cho mình mà. Đấy, đồng minh của mình đấy. Đấy.
người ta gọi là người tình không chân dung đấy. Rồi, còn ai nữa không? À đây có một anh. Vâng, 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 xin mời anh. Dạ. Cho anh chị một tràng pháo tay đi. À. Trước hết con xin được kính chào cha chính sứ Thiên Ân cũng là cha Vũ Thế Toàn. Dạ. Con là Bảo và Hoa, hai vợ chồng đến đây không thuộc giáo xứ La Vang. Vâng. Nhưng mà coi qua Facebook thì biết được tối hôm nay có cha Toàn đến, mặc dù con được xem cha qua mạng nhiều lần, được quý mến tiếng cười của cha rất là làm cho con ấn tượng. Dạ. Thưa cha, chúng con lập gia đình đến nay đã được 29 năm rồi. Mới 29 năm thôi à? Vâng. Ồ, sang năm là đúng 30 năm. À. Thì chủ đề ngày hôm nay nói về gia đình. Thì thưa cha, trong đời sống vợ chồng thì lúc nào mình cũng có những cái khó khăn vấp phải. Vâng. Mặc dù nó không được hạnh phúc như mình mong muốn như thuở ban đầu. Vâng. Sau khi mình có con cái, mình có trách nhiệm. Riêng chúng con thì có hai cháu trai và hai cháu gái. Vâng. Thì đã lớn rồi, đứa vâng. út 21 tuổi, đứa lớn 28 tuổi. Chúa nhưng mà đôi khi có sự tranh chấp giữa vợ chồng. Vâng. Con thì ở giáo xứ San Francisco de Sales. Vâng. Là một giáo xứ Mỹ. Vâng. Thì cũng làm việc đại diện cộng đoàn ở đó cho cộng đoàn Việt Nam. Vâng. Đôi khi con làm việc trong nhà thờ phục vụ những người anh em của chúng con, thì cha biết rằng người phụ nữ nào đa số gái nào mà chẳng không ghen bao giờ. Vâng. Khi mình mà làm việc cộng đoàn, làm việc mình có sự liên hệ với lại phái nữ. Vâng. Mình có sự tiếp xúc với lại những người chị em trong vâng. cộng đoàn giáo xứ khi mà có những công tác. Vâng. Nhưng mà giả sử như mà vợ con ghen quá, thấy chị này vồn vã với con nói chuyện này kia nọ, thì con làm sao tránh được những cái sự tiếp xúc đó mà để coi cho vợ con nghi ngờ, hay là cha hiểu không? Làm sao khuyên được cho một tôi người vợ? Tôi nói cho anh nghe, anh nói ít tôi hiểu nhiều, tôi là thầy cả, tôi hiểu hết đấy. Cho anh một tràng pháo tay đi. Xin cảm ơn cha. Làm sao có lời khuyên cho vợ con đừng nên ghen khi mà có một người chồng phải làm việc cho giáo xứ, cho nhà thờ hay là cho những nơi công cộng như vậy? Vậy tôi có một cái bí mật này chia sẻ thôi nhá, cho anh thôi chứ không phải cho ai hết. Mấy người này không được nghe nhá. Đấy. Vợ không muốn cho chị ghen nữa, thôi đừng có bắt chị nấu gọi là nấu bún bò Huế nữa thì thôi được hết ghen thôi. Cay lắm phải không à? Đấy. Thì trời ơi, người vợ người ta ghen phải mừng chứ lại sao mà lại lo. Người ta có thương thì người ta mới gì? Mới ghen. Lạy Chúa tôi. Trời ơi. Chỉ cho cách này, lần sau ấy, cái này tuyệt vời lắm. Thế mà bà ấy có ghen, bà ấy nói gì kệ bà ấy. Vậy hả? Bà ấy có nói gì nè? Ủa vậy hả? Thiệt không? Dữ vậy hả? Thôi nha, cảm ơn nha. Còn gì nữa không? Cảm ơn nha. Xong chuyện. Hết ghen. Trời ơi, người phụ nữ người ta ghen là chuyện của người ta. Nhưng mà mình ấy, là người đàn ông ấy, mình cũng phải đặt cái câu hỏi của mình. Thường thường bao giờ cũng vậy. Mình cũng phải nghĩ lại, cái chỗ đứng của cái người phụ nữ kia nó có quan trọng đủ để mà lấy đi cái người phụ nữ này không? Nếu có thì thôi, cái tội đó không ai có thể gọi là tha được. Mà chỉ có cha Thiên Ân mới tha được thôi. Đến gặp cha Thiên Ân xưng tử tế để cha tha. Thế thì thế này, mình nói với vợ mình câu này. Bắt chước ông Elkana. Ông Elkana là chồng của bà Hana. Mà bà Hana là bà đẻ ra cái ông gọi là ông Samuel. Và khi mà trước khi đẻ, bà hát một cái bài kinh mà sau này á, chính Đức Mẹ cũng dùng cái lời kinh đó mà hát. Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, thần trí tôi hớn hở vui gì, vui mừng. Thế thì nói với lại ông Elkana, bắt chước ông nói câu này này. Em ơi em, chẳng nhẽ mười mấy chị em ở trong cộng đoàn kia lại có thể hơn một mình em say sao? Ông Elkana đó, khi mà bà Hana đến nói, con không được Chúa mở dạ, con không có con cho chồng con. Con thuộc gọi là một người đàn bà bị coi như người ta khác, người ta rủa là người đàn bà không được chúc phúc. Chúa ông có mở gì? Mở dạ cho có con.
Mà khi ông Elkanah ông biết được điều này, ông đến này: Hana em ơi, chẳng nhẽ tình yêu của anh đối với em nó lớn hơn 12 người con mà em cho anh à? Câu nói đó đó mà bà ấy kết với ông ấy. Và bà ấy về sau này bà ấy không có cạnh tranh nữa. Lần sau nói vậy: em ơi em, chả nhẽ tình yêu của em, của anh đối với em nó lại lớn hơn bằng đấy chị em ở cộng đoàn à? Nói câu đó ấy. Xong rồi bà ấy nói: ôi vậy hả, thiệt hả, cảm ơn nghe. À, nói vậy là thôi hết chuyện mà nó cũng vui vẻ cả nhà. Được không? Được không? Trời ơi, thiệt tình. Chịu chưa? Chịu chưa? À, phải nói câu đó thật sự. À, tại vì vậy này, tôi nói cho anh nghe. Thôi đừng hỏi. Hỏi giờ tối nay nó dài lắm, không được. Chúng con cảm ơn cha và anh, và vì thời lượng không còn nhiều cho nên là chúng con xin nhận một câu hỏi nữa. Câu hỏi nữa. Công đoàn. Thôi thì để kết cái ý của anh như này, tôi nói thêm cái như vậy này. Thôi đừng cho người ta ra làm việc, đụng chạm nhiều người. Nói vợ mình lúc này: em ơi, cuộc đời không đụng sao chạm được lòng của kẻ khác. Nếu mà có đụng được một vài cái chuyện gọi là dở hơi hoặc chuyện phiền toái ở ngoài, nó chạm được cái lòng của con người. Chạm được lòng em bởi vì em hiểu anh. Nhưng mà chạm được lòng anh là bởi vì anh biết điểm dừng. Cảm ơn em cho anh biết điều đó. Làm thế nào chúng ta có thể hun thúc hầm nó nóng hơn cái tình yêu chúng ta? Nói câu đó tử tế. Đừng có dùng cái chữ tại sao ra mà lý luận. Theo tay như tôi, sao mà em khó khăn em làm thế này? Anh nghĩ là em nói, chứ bộ có một mình anh biết nghĩ à? Người vợ đó, người ta khó chịu lắm khi mà đàn ông nói chứ là tôi nghĩ là bà cái gì bà cũng toáng lên này. Người vợ người ta khó chịu cái câu lắm, bởi vì ta nói là tôi chẳng nhẽ là người phụ nữ tôi không biết suy nghĩ à? Cứ suốt ngày ông cứ bảo anh nghĩ, chứ còn em thì sao? Cho nên chớ có bao giờ nói vợ mình tôi nghĩ nhiều. Em nói vừa thôi, em nói câu vậy mà nói được à? Nói như vậy nó đau lắm đấy. Cảm ơn nhé. Nói như vậy mà nói được à? Nói như vậy làm cho khổ người ta, dằn vặt người khác. Cảm ơn nhé. Nói câu đó nó hay hơn. Đừng có bao giờ nói anh nghĩ, bộ mình biết nghĩ. Còn người ta là người Chúa dạy ra, Chúa sinh người ta trên đời này. Người đàn bà phụ nữ, người ta tầm thường đến mức độ người ta không suy nghĩ à? Đồng ý không? Đồng ý không? Đấy. Cho nên là phải nhớ như vậy. Cứ nhớ như vậy mà người ta gọi là hãy lấy lời lành mà khuyên người. Chúa dạy đầy hết rồi, tại không chịu để áp dụng thôi. Đứng lên chúng ta tạ ơn. Mình đi tu cho nên họ cho mình cái ơn là tu đấy. Thành thử ra là giá mà có cái ly đây đỡ phải tu. Thưa anh chị em, đến đây tôi thấy anh chị em có một bầu khí sốt sáng như vậy, tôi phải tạ ơn Chúa hết sức. Hiếm khi mà đi đâu mà chúng ta vào một cái nơi nào mà chúng lại cảm thấy như thế là một cái sự gọi là bằng an, cảm thấy được cái niềm vui. Đi đâu cũng vậy, mình đến cái chỗ nào mà mình lâu ngày không tới hoặc là lạ thì anh chị em bao giờ vậy, mình thấy cũng hơi ngại ngại. Có không anh chị em? Có không? Có chứ. Nhưng mà đến đây cái tôi thấy nó quen thuộc lắm. Nó quen thuộc là bởi vì không phải là tại vì ở đây xa lạ gì, vì đã đến với anh chị em cũng một vài lần rồi. Nhưng mà trong một cái bầu khí của cái dịp mà chúng ta gọi là mùa vọng đấy, để chúng ta chuẩn bị đón Chúa đó, thì nó có những cái mới và có những cái mà cũng gọi là không mới lắm. Cái mới đó là tôi thấy hang đá. Tôi nhìn hang đá tôi thấy anh chị em đã để sẵn rồi. Thánh Giuse với Đức Mẹ cũng đã chầu trực ở đấy rồi. Còn phải đợi cho 3 tuần lễ nữa mới kiểm tra dân số xong. Thành thử ra có bộ là dầm xương, dãi nắng hơi lâu đấy. Cầu xin là các đấng không bị Covid. Bây giờ lại có con biến chủng mới. Đấy. Anh chị em thấy, mà nói chuyện hang đá nhé, tôi nói thật với anh chị em, tôi đến đây tôi mừng lắm vì tôi thấy ông Thánh Giuse tôi có thiện cảm ngay. Ở ngoài đấy chứ còn trong đây không biết có không vậy? Có không? Đâu rồi? À, đâu rồi? À đâu, ngài đứng ở đâu? Ngài đứng bên đây à? À đấy, Chúa tôi duyên dáng ra phết thế chứ nhỉ? À, nhưng mà nó cũng có cái vui vui đấy, anh chị em thấy có gì lạ lạ không? Hả? Có thấy gì lạ không ạ?
Không thấy gì lạ hết. Đức mẹ thì sao à? Việt Nam rạt. Ông thấy nhu xe thì sao? Tây rạt. Hai ông bà này chắc có lẽ là bà lấy chồng Tây. Mà đẻ con thì đẻ con lai. Chỉ có vô giáo sư là vàng mình mới có được cái ảnh. Anh chị em từ nọ đi lễ đâu có để ý phải không ạ? Hôm nay mới để ý, thấy không? Cha để ý hay vậy, cho cha một tràng pháo tay đi chứ này. Cái này mà đi kiểm tra dân số được vào cái diện gọi là diện con gì? Con lai. Mà thưa anh chị em, nó có những cái mà nó trong cuộc sống chúng ta đời thường riết là chúng ta mất đi cái phản ứng tự nhiên. Có một lần tôi đến cái giáo xứ đó là vào cái dịp mùa vọng. Họ chuẩn bị hết tất cả rồi. Cũng để Thánh Giuse và Đức Mẹ cũng quỳ ở đấy chờ đến đêm Giáng sinh thì để Chúa Giêsu tới. Mà có một cái lạ là tôi vào cái tôi nhìn Thánh Giuse tôi thấy cái gì lạ lắm. Nó không giống với Thánh Giuse sự thường. Là bởi vì Đức Mẹ thì tầm bây giờ thì thưa anh chị em, các sơ chắc biết rồi, Đức Mẹ chắc tầm cỡ chừng độ 17-18 tuổi là cao. Nếu không muốn nói khoảng cỡ chừng 16 tuổi thôi. Ở Việt Nam chúng ta 16-17 tuổi lập gia đình là chuyện thường, anh chị em có công nhận không? Đấy là trước năm 75 thôi, chứ còn bây giờ không có nữa đâu. Bây giờ là dưới 18 tuổi là không được lập gia đình đâu. Không có giấy tờ, nhà nước không cho phép. Không được đăng ký hôn nhân. Chứ còn ngày xưa 16 tuổi bên trai tên là gì, bên là gì, bên nam là gì, bên nữ là gì, có rao hôn phối, có nhớ không? Có tên gì đó để bao nhiêu tuổi, 16-17 tuổi là thường lắm. Nhưng mà nhìn cái cảnh hang đá có cái gì lạ lạ. Bởi vì Đức Mẹ trông trẻ lắm mà ông Thánh Giuse trông già vô cùng. Cỡ tầm 40-50 tuổi. Tôi bảo lạy Chúa tôi, chẳng nhẽ Chúa lại có cái ơn lạ lùng như thế này. Để ông Thánh Giuse già như vậy mà lại làm bạn thanh sạch Đức Mẹ thì thấy lạ quá. Thế tôi mới không hiểu tại sao mà Đức Thánh Giuse già như vậy. Thì tôi hỏi, thì cái năm đó đó là cái cộng đoàn Mỹ nhưng mà giao cho Việt Nam làm hang đá. Thì mỗi năm mỗi một cộng đoàn làm riêng, thì Việt Nam làm theo cách Việt Nam. Có cái túp lều tranh mà ông Thánh Giuse thì già quá sức. Tôi mới hỏi ông quản, tôi hỏi ông với ông, cỗ tượng ở đây Thánh Giuse sao mà già như thế này? Ông bảo thì từ trước ấy nó như vậy cha. Xong rồi có một người đằng sau, một bà bảo, tôi không hiểu, con không hiểu sao mà năm nay Thánh Giuse già quá cha. Mọi năm có già như vậy đâu. Thì bà không dám nói ra, nhưng mà hóa ra là bà ấy muốn mách cho tôi biết. Thì tôi mới bảo, thế thì ông quản vào trong nhà kho với tôi đi. Thì đến lúc lục một hồi thì thấy đúng thật có ông Thánh Giuse trong nhà kho. Mà đang cầm cái lồng đèn như thế này, không có cầm gậy như kiểu ở Việt Nam. Mà khổ ông này thì mới Việt Nam sang, nhìn trong nhà kho thì không hiểu đây là ông Thánh Giuse, bởi vì không thấy có cái gậy. Thế là vác ngay cái ông Mục Đồng ra đứng gần Đức Mẹ. Hèn gì mà ông Mục Đồng cũng không là già là phải rồi. Xong rồi chỉ bảo, đấy mà Thánh Giuse mà, có đúng ông cha mà đúng. Thầy Chúa Thánh Giuse sao trông trẻ nhố nhăng vậy? Khổ thế, sợ trẻ đứng gần Đức Mẹ nhố nhăng. Thì tôi bảo không, đấy là Thánh Giuse đấy mới mang ra. Thánh Giuse là một người rất là âm thầm. Âm thầm trong cả chiều dài của giáo hội. Âm thầm cả cái chiều dài mà nằm ở trong cái nhà kho của nhà xứ đấy. Đến gần giờ rồi mà vẫn còn phải nằm ở trong, đứng ở trong nhà kho. Anh chị em có biết rằng là Thánh Giuse mới được lễ kính trong những thế kỷ về sau này không? Ở đây có ai biết không? Thánh Giuse lễ kính ngài cũng vậy nữa, cũng mới có đây thôi. Gần 20 gọi là thế kỷ chưa có kính thế lễ kính Thánh Giuse. Mà nếu có cũng chỉ có tính cách địa phương, ở giáo hội địa phương. Chứ còn thì cả giáo hội chưa có. Trong khi thì Đức Mẹ thì không biết bao nhiêu là lễ. Đức Mẹ có bao nhiêu lễ này? Đây hỏi các sơ xem, các sơ có thuộc không? Các sơ thuộc không giơ tay rồi. Các sơ thuộc còn chết đấy. Đức Mẹ ngoài hai lễ trọng thể, lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên gì? Nguyên tội. Và Đức Mẹ là Mẹ Thiên gì? Thiên Chúa. Còn bao nhiêu lễ kính khác? Tỷ dụ như Đức Mẹ hồn xác lên gì? Lên trời. Rồi Đức Mẹ gì nữa? Đức Mẹ đi viếng bà Thánh Isave. Đức Mẹ tôn là mẹ là nữ vương thiên đàng. Có không? Có. Đức Mẹ sầu gì? Sầu bi. Đức Mẹ nhiều lắm. Không biết bao.
Đấy, ngày sinh nhật Đức Mẹ nữa. Ông Thánh Du Xe không được ngày sinh nhật. Thế mới khổ thế. Không được ngày sinh nhật nữa. Trong khi thì Thánh Du Xe chỉ có hai gì? Hai lễ. Ngày 19 tháng 3 là kính Thánh Du Xe và ngày mùng 1 tháng gì? Tháng 5. Kể chuyện rong dài này tí để nhớ nha, chứ không thôi để quên đây này. Mà giờ ông Thánh Du Xe làm sao mà lại đem kính vào ngày 19 tháng 3, tôi không hiểu. Mà giờ hỏi tôi cũng không biết đường nào mà trả lời. Nhưng mà tôi cứ suy gẫm theo cách hiểu của tôi thì tôi có câu trả lời. Cho nên là khi tôi giải thích cái điều này, chia sẻ với anh chị em, thì anh chị em chỉ có nhớ là cái cách này là của cha Toàn thôi nhé. Chứ đừng có nói là cái này của cả giáo hội, đâm ra tôi bị trách nhé. Nhưng mà cái cách của tôi nó cũng gọi là tạm tạm được, không đến nỗi nào. Thế anh chị em có biết rằng là bây giờ hỏi lại, sắp sửa đây là lễ Đức Mẹ gì nhỉ? Vô nhiễm gì? Nguyên tội. Đúng rồi, vô nhiễm nguyên tội. Chúa Giêsu phán ta khát, cần có cái ly. Hình thử ra là vô nhiễm nguyên tội là gì? Có ai biết vô nhiễm nguyên tội là gì không? Là không tội tổ tông truyền. Nhưng mà ít ai để ý điều này. Kính Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội có nghĩa là gì? Có nghĩa là ngày hôm đó là kính nhớ một chuyện rất long trọng, trọng thể đó, mà ra ngoài Bắc gọi là lễ long trọng đó. Đó là ngày hôm đó Đức Mẹ được chịu thai ở trong dạ của mẹ mình, bà Thánh Anna. Lễ Đức Mẹ vô nhiễm tức là ngày hôm đó là ngày Đức Mẹ được gì? Hoài thai trong dạ của mẹ mình. Bởi vậy được hoài thai trong dạ của mẹ, cho nên sinh nhật Đức Mẹ là ngày mùng mấy? Là ngày mùng mấy? Mùng 8 tháng 12 á? Mùng 8 tháng 9, lạy Chúa tôi. Thế mới là câu trả lời tuyệt vời của các xím. Đẻ bao nhiêu đứa con bây giờ mới biết tính rằng là mình mang thai 9 tháng 10 ngày. Đấy, có nhiều người không biết tính. Đấy. Cho nên là nếu mà hoài thai trong dạ mẹ ngày mùng 8 tháng 9 thì sinh nhật là ngày mùng gì? À xin lỗi, mùng 8 tháng 12 thì sinh nhật là mùng gì? Mùng 8 tháng gì? Tháng 9, 9 tháng sau. Có lý không? Có lý không? Đấy, tuyệt vời vậy đấy. Cho nên là cái ngày đó là ngày kính nhớ sinh nhật Đức Mẹ. Mà cũng là cái dịp mà chúng ta hiểu rằng là thường thường Thánh Giuse được gọi là có vào cái khoảng cỡ 19 tháng 3 thì nó cũng khoảng thời gian là Đức Mẹ được sinh ra. Đức Mẹ sinh ra vào ngày mùng 8 tháng mùng chia mùng mùng và ngày mùng mùng 8 tháng 9 nhé. Còn ngày Đức Mẹ truyền tin là ngày nào? Sinh nhật Chúa Giêsu là ngày mùng mấy? Là ngày 24 tháng mấy? Tháng 12. Nếu mà sinh nhật 24 tháng 12 thì truyền tin vào ngày nào? 25 tháng gì? Tháng 3 đấy, biết tính ngay. Đấy, Chúa tôi ngồi đấy là đấy mà biết này. 25 tháng 3. Thiên thần truyền tin là làm sao? Thiên thần nói gì? Hả? Hả? Đức Mẹ thương sao? Này tôi là gì? Và chốc ấy ngôi thứ hai xuống thế làm gì? Làm người. Rồi Đức Mẹ nói làm sao? À đấy, xin vâng. Và ở cùng gì? Và ở cùng chúng tôi. Ngay cái lúc đó, truyền tin xong làm gì? Thụ thai. Thế thì nếu mà sinh ngày 24 tháng 12 thì thụ thai vào ngày 20 mấy? 24 tháng mấy? 25 tháng mấy? Tháng 3. Nếu mà thụ thai ngày 25 tháng 3 thì đính hôn trước khi thụ thai hay là đính hôn sau khi thụ thai? Trước khi thụ thai. Cho nên không còn cái nào lý tưởng cho bằng, cho ông ấy gọi là kính ngày 19 tháng gì? Tháng 3. Cho ông đính hôn trước rồi bà mới được gì? Thụ thai sau. Có lý không? Có lý không? Cho nên là giáo hội tuyệt vời quá, cho Thánh Giuse vào ngày 19 tháng gì? Tháng 3. Giờ nhớ không? Anh chị em nhớ không? Nhớ cho mình tràng pháo tay để nhớ đi. Đấy. Ở đây các cha tiết kiệm không có ly, thành thử ra là không sao, không sao. Thôi tôi xin phép anh chị em tôi tu nhá. Tôi phải kín đáo vậy chứ không thôi người ta bảo mình buông tuồng mất nết ấy.
Đấy. Cho nên là 19 tháng 3, từ đến ngày mùng 1 tháng 5 thì mới có một cái lễ nữa là lễ Thánh Giuse lao gì? Lao động. Là bởi vì sao? Mùng 1 tháng 5 đó thì nói phải đào, phải tội. Là sau này khi người ta tuyên bố ngày mùng 1 tháng 5 là ngày gọi là nhớ đến ngày gọi làm sao? Quốc tế lao gì? Lao động. Để nhớ đến cái sự kiện là phải nhớ đến những cái người thấp cổ, bé miệng, chân tay lem luốc, mang cái vẻ đẹp cuộc sống của họ vào đời. Cho nên ngày lễ lao động mùng 1 tháng 5 thì cũng cùng ngày đó giáo hội hiến và đặc hiến xin Thánh Giuse bảo trợ, vì Ngài là người chú của gia đình và là người đã trở nên gương mẫu lao động cho tất cả mọi người, cho cả giáo hội. Cuộc đời Thánh Giuse im lặng và cuộc đời của Ngài khiêm tốn, và gần như nó ở cái chỗ thinh lặng. Nhưng mà trong cái thinh lặng nó có một cái giá trị mà đôi khi chúng ta không mấy khi để ý tới. Bởi vì chúng ta thấy cái điều này này, cái gì mà trong thinh lặng mà cần truyền đạt đó, thì nó phải gọi làm sao? Nghiêm túc lắm, đúng không ạ? Tôi hỏi anh chị em vậy nhé. Con mình ấy, nó đi về muộn buổi tối ấy, mà nếu nó biết nó sai rồi ấy, thì nó về ấy, giữa bố và mẹ nó muốn gặp ai? Nó muốn gặp ai? Cái phúc mà nó về mở cửa cái nó biết là thế nào, bị trách và bị mắng ngay, thì nó muốn cái người đứng ở đó là ai? Là bố hay mẹ? Là mẹ. Tại sao vậy? À, mẹ bao giờ cũng gọi là bênh con. Bởi vì người ta mới bảo làm sao là con hư tại gì? Tại mẹ. Mà cháu hư thì tại gì? À, cũng tại mẹ luôn. Ok. Nó lây qua bà. Đấy. Nên là bởi vì làm sao vậy? Người mẹ sẽ làm sao? À, trong tất cả những người nam được Chúa sinh ra, không ai cao trọng bằng con ạ. Vì con đã thương cho cha uống nước. Mà không vậy nữa mà con cho cha uống nước đúng mùa phụng vụ là màu tím đấy con ạ. Cho nó một tràng pháo tay đi, nó thật là giỏi giang. Bao giờ cũng phải có một cái sự tri ân và cảm ơn các bé và các trẻ. Bởi vì đó là cái cách chúng ta giao kết cái tình thương và lo âu, quan tâm đến người khác. Người trẻ thích cái đó lắm nhé. Đây là kinh nghiệm tôi làm việc cho sinh viên. Thế thì anh chị em thấy cái người mà người ta sợ nhất là cái gì? Là người bố. Bởi bố không nói, bố không có lời. Bố mà bực bội cái gì đó thì sao? Nó làm sao? Nó cuồn cuộn ở trong đây này. Thế mà nói thêm một cái nữa là sẽ có cách bố nói. Cái cách bố nói làm sao nào? À, bạt tay cái bộp hoặc làm sao? Lấy cái chân gì? Đá cho một phát. Mà đá giò gì? Giò lái. À, mà đá không khéo thì gọi làm sao? Té bong gân. Nhá. Thế thành thử ra là mẹ thì có cái tội là gì? Chỉ có ào ào vậy thôi, mắng chửi. Phải không ạ? Chứ còn thì bố thì mới là người âm gì? Âm thầm, không nói gì cả. Mà bố chỉ nhìn, bố bảo là giờ này mới về hả? Ừ. Xong rồi bảo thứ ba con mới về. Ừ. Nghe cái chữ ừ không là bắt đầu thấy sợ rồi. Thế xong bảo xong rồi, ba ăn cơm chưa? Thứ ba con đi ngủ nhá. Mai sẽ nói chuyện. Đêm đó là đêm dài nhất của nó, đúng không? À đấy. Cái tiếng thinh lặng nó rất ư làm gì? Đầy quyền lực ở trong đó. Mà có lẽ Chúa dùng cái tiếng thinh lặng của Thánh Giuse để truyền tải cái quyền lực của Thiên Chúa cho chúng ta. Và quyền năng của Chúa và quyền lực của Chúa thì lại không theo cái ngã tự nhiên, tức là ra oai, hay là nộ nạt, hay là có cái tính cách gọi làm sao, dùng gì? Cậy sức, cậy tài, cậy lực. Cái lối truyền đạt quyền năng của Chúa thì lại qua một cái ngã người ta gọi là công chính, thương xót và giàu tình thương. Trời đất ơi, đây là ba cái khí cụ. Phải nói là ba cái chiêu tuyệt nhất mà Thiên Chúa làm trong suốt chiều dài lịch sử của cứu độ. Và Ngài không chọn ai tuyệt vời cho bằng Thánh Giuse là ứng viên để truyền tải cái đó cho anh chị em. Bởi vậy tôi phải nói Thánh Giuse có công đức trước mặt Chúa lắm mới được cái ơn như vậy. Anh chị em chớ có bao giờ coi thường Thánh Giuse. Tôi bao giờ tôi cũng phải kính Thánh Giuse.
Con lần ấy tôi cho các em sinh viên, tôi có hai cái tượng nhỏ nhỏ, Thánh Giuse một tượng và Đức Mẹ một tượng. Vì độ này Covid ấy, không có họp ở trong nhà thờ lớn được, sau này phải làm lễ ở trong cái phòng hội lớn ấy. Bây giờ nó cũng quen rồi. Vì các em nó còn đang bắt đầu nó quay trở về. Kỳ vừa rồi tháng 10 cha con mới được gặp nhau sau 2 năm. Nên là để hai tượng nhỏ nhỏ hai bên để mỗi lần gọi là giảm giờ kính thì cho nó tiện. Nhưng mà để hai bên thì đứa nào nó cũng nhìn thấy tương xứng lắm. Mà để gần thì Đức Mẹ cũng cao hơn Thánh Giuse. Lạ ấy, cao bằng đây này. Anh xem có biết tại sao không? Ai biết? Hả? À Đức Mẹ đi guốc à? À sao biết Đức Mẹ đi guốc? Tại vì con không biết, con lấy kinh nghiệm con thì con biết. Các sơ có đi guốc không vậy? À các sơ không đi guốc. Các sơ vừa nói không đi guốc. Mà có đi cũng chẳng ai thấy. Cái áo nó dài lắm, không ai thấy này. Tôi thích nhất dòng Đạo Minh ấy. Chẳng phải là tôi ganh tị đâu nha. Từ các cha, các sơ tôi quý lắm. Đấy. Biết tại sao mà dòng Đạo Minh tôi quý không? Không có dòng nào mà tôi quý bằng. Là bởi vì dòng ở đó muốn cho tôi cái gì đưa không ai ta thấy. Vì có cái tà nó dài như vậy. Lạy Chúa tôi cầm hai nải chuối không ai ta thấy. Có rúi cha một gọi là một cái gì, rúm xôi hay là một cái cây giò không ai thấy. Bảo cha ra đi con nói chuyện, mà vâng, cái ghé nói xong là truyền từ tay này qua tay này. Tự dưng bà mẹ công giáo nói, ôi sao mà cha làm phép lạ hay vậy, nấy không tay không có gì, sao có cái giò, có nải chuối ở đây. Cho nên là các cha, tôi không biết cha Thiên Ân có, không biết ngài đâu rồi, tôi không biết. Nhưng mà ngài ngồi trong tòa giải tội ấy. À, ngài đây, đây. Cái tà của ngài nó lợi hại lắm ấy, Chúa tôi. Ai xưng tội thì xưng cho trong đây, ngài bao nhiêu, ngài có đây hết. Ăn trưa, ăn tối thì ngài có hết, ngài cứ thế ngài ngồi ăn. Đáng vậy còn thỉnh thoảng lấy ngài cái tà đằng sau để ăn chùm lên đằng trước, không ta không thấy mặt. Cứ thế là ăn cho nó ngon lành, thì tôi quý mến cái. Anh thử rằng là khi nói đến cái gọi là quyền năng của Thiên Chúa đó, là Chúa chọn bao giờ nó trong cái sự đơn thường. Đức Mẹ cao hơn Chúa Giêsu, Đức Thánh Giuse một tí về sau mới biết rằng là Đức Mẹ đứng trên mây. Cho nên nội mây không nó cao mình mướn rồi. Thành thử ra đứng xa xa thì không thấy cao, mà cho gần Đức Mẹ đứng cao hơn Thánh Giuse. Vậy mà ông Thánh Giuse cũng no problem. Đấy. Không có một cái gọi là cãi cọ gì nữa, cái đều cái vui gì, vui vẻ. Rồi còn thế này nữa, ngài thinh lặng, ngài tuyệt vời, ngài không có gọi là trong chiều dài lịch sử Kinh Thánh không thấy nói gọi là nhiều, nhưng mà những cái gì mà tỏ ra cái sức mạnh quyền năng của Chúa thì lại ở nơi này, nơi tay của ngài. Ngài có nói nhiều đâu. Tôi hỏi anh chị em, giờ trên thiên đàng hai ông bà nói chuyện với nhau làm sao nào? Ở đây ai biết giơ tay lên xem nào. Thế ai nói đúng tôi dẫn đi ăn phở. Mà người đó trả tiền nhá. Trên thiên đàng, ở nơi thiên đàng thì ông Thánh Giuse và Đức Mẹ gặp nhau thì nói chuyện làm sao nào? Ông Thánh Giuse gặp Đức Mẹ thì nói gì, mà Đức Mẹ nói với Thánh Giuse cái gì nào? Ai biết thì giơ tay lên nào. Ai biết được à? Ai chưa ai lên thiên đàng hết à? Không biết rồi à? Đây, đợi vào thiên đàng để mới biết thế. Tôi chỉ biết điều như vậy là khi ông Thánh Giuse và Đức Mẹ gặp nhau, ông Thánh Giuse không có gặp Đức Mẹ nói Ave Maria, tôi chào bà, không có đâu. Mà Đức Mẹ gặp ông Thánh Giuse và lạy Thánh cả Giuse, không có đâu. Và vì bà có xác thì bà muốn nói gì bà nói, còn ông thì chỉ có hồn, ông đâu có nói được đâu. Đúng không? Đúng không? Xác của ông còn đang ở đây trên thế gian này mà. Đấy. Thế mà hai ông bà trên nơi thiên đàng người ta vẫn tuyệt vời hạnh phúc. Vì người ta có một cái ngôn ngữ người ta không bao giờ nói, vì ông đã nói với bà ấy cả cuộc đời của ông ấy rồi. Trong sự thinh lặng, tất cả chỉ là tình gì? Tình yêu. Cặp mắt của người cha đầy yêu thương được tỏ lộ như Thánh Giuse, vì lịch sử cứu độ dạy và cho chúng ta nhìn những điều đó mà những người ai để ý sẽ thấy. Tối nay vì vậy tôi mời chị em nhìn cái cảnh tuyệt vời của Thánh Giuse. Cái mà trong Thánh Kinh không đọc ra, nhưng mà những sự kiện quả của những cái không đọc ra thì nó được viết đấy. Đấy mới là cái hay. Thấy mà xem chẳng thấy. Có nghe bao giờ không ạ? Có nghe cái đó bao giờ không? À, trong kinh có cái kinh gì đó. Nói thấy mà xem gì? Mà xem chẳng thấy. À, thế hôm nào ấy mà bà ấy diện mà bà ấy đẹp, mà bà ấy cứ nói là ông xem tôi có được không?
thì ông trả lời làm sao? Đẹp, được không? À, còn không vui thì cũng trả lời làm sao? À, không nói trả lời đẹp à? Không vui khó trả lời lắm. Cho nên hãy không vui thì nói thấy mà xem gì? Chẳng thấy. À, vậy là xong, hết chuyện. Thế tôi bày cho các ông như vậy nhá. Về sau các bà ấy diện gì diện, thế mà các bà ấy ra mà các bà ừ, biết rồi, thấy mà xem chẳng thấy. Thế, thế là yên chuyện nhá. Bày cho một cách mà nói chuyện với nhau. Đấy. Không lại sinh gì? Sinh tội ra. Đúng rồi đấy chị, tôi thích chị nói câu ấy lắm đấy. Sinh tội ra. Cha được có cái ơn là ngồi cho nghe những người sinh tội ra. Kể chuyện sinh tội ra, có nhiều chuyện buồn cười lắm. Có một cha kia nói, chứ thưa cha, con sợ nhất là sinh tội từ mẹ của con. Bà cố hỏi sao vậy? Mỗi một lần con về nhà, bà cố cứ, con chưa vào đến nhà, bà cố bảo, cha có rảnh không? Làm như thế con rỗi hơi. Cha có rảnh không? Mà chẳng nhẽ bảo không rảnh. Mà vâng, mẹ cần gì? Có rảnh thì ra đây, tôi muốn sinh tội. Lạy Chúa, tôi nghe vậy tôi cũng mừng, nhưng mà lạy Chúa, có mấy khi bà cố mà xưng tội với mình bao giờ đâu, đúng không ạ? À, bà cố có ai xưng tội cha thiên ân không? À, không bao giờ à? Vậy là con thấy cha được chúc phúc hơn tất cả người nam đấy. Bởi vì cha này nói lạy Chúa rồi, bà cố sung phong cứ gọi cha ra xưng tội, con cứ gọi con ra mà cha có rảnh không? Mà vâng, tôi muốn xưng tội. Bà cố làm dấu như cha và con mà thánh thần amen, xin cha giải tội cho con. Con xưng tội được gần một tháng nay. Thưa cha, con có một người con, lạy Chúa tôi nó lắm chuyện mà nó nhiều sự lắm. Xong rồi bắt đầu kể tội của cái ông ấy ra, thì hóa ra là kể tội vị linh mục đấy. Kể xong, thưa cha xem có cái gì cha giải cho con. Ngồi được luôn, đâu dám giải tội đâu. Chả nghĩ giải tội xong thôi mẹ về bằng an và đừng phạm tội nữa. Đấy. Phạt 50 kinh á, chuyện nhỏ. Các bà mà đọc 50 kinh là chuyện nhỏ, giải tội không bao giờ tôi cho các bà đọc kinh bao giờ. Bởi vì các bà mà đọc kinh thì sẽ sinh tội cho cả nhà. Bởi vì bà đọc 9 kinh, bà qua kinh sáng danh, ông không biết được nào mà lần. À, mà xảy ra những cái chuyện như vậy, đâm ra tội không đền, mà đâm ra cả nhà phải đền tội. Thế thì cái chiều dài của lịch sử sự thinh lặng nó nằm ở đâu? Nó nằm ở cái chỗ khôn ngoan của Thiên Chúa, nơi những kẻ biết lắng nghe. Thánh Giuse được cái ơn mà cái mà ta gọi Ngài là đấng công gì? Đấng công chính. Có nghe cái đó bao giờ không? Có nghe cái đó bao giờ không? Thánh Giuse là đấng công gì? Công chính. Mà công chính có nghĩa là gì? Tại sao cái chữ công chính đó mà nó lại thoát tỏa được quyền năng của Thiên Chúa? Mà tôi nói lại nhá, quyền năng của Thiên Chúa thì có ba cái sự việc đầy quyền năng của Thiên Chúa. Mà nó như thể dòng nước, nó soi thấu được tất cả những cái đồ đạc gì ở trên thế gian này. Nước đó, nó làm mòn, soi mòn tất cả những cái vật thể nào, cho dù có cứng rắn cách mấy, nước để lâu cũng soi gì? Soi mòn. Đồng ý với tôi không? Có ba cái. Đó là lòng thương xót, giàu tình thương, chậm bất bình và sự tha thứ. Ba điều. Chúa có ba cái điều đó là uy lực nhất. Mà để tỏ ra uy lực của ba chuyện này đó, thì Ngài cần một cái mà người ta phải thực hiện. Thì nghiệm được ba điều này, đó là một người công gì? Công chính. Công chính nghe thoạt đầu ra, giải thích theo cái ngôn từ Việt Nam hoặc chữ Hán, nó cũng chỉ đến một cái mức nào đó, nó có cái chỗ là người chính trực ngay thẳng, không có lươn lẹo, có xác trước sau như gì? Như một. Liêm chính, chính trực, công chính. Nhưng mà cái đó là chuyện thường. Cái đó là no problem, no problem à. Cái đó là chuyện thường. Cái chuyện mà không thường là chỗ này này. Công chính nó không phải ở cái chỗ mà đi luyện tập cái nhân đức của cái người sống liêm chính, chính trực ngay thẳng. Nhiều khi ngay thẳng quá cũng không được nữa. Khổ thật. Cha khuyên con phải sống ngay thẳng, chính trực. Con về có cái gì con nói trước sau như vậy. Hôm nay em làm món này anh thấy làm sao? Ăn có được không? Bảo được. Chứ như người ta thì bảo ngon thì không nói. Được. Hỏi được là được làm sao? Bảo được là bởi vì nó được hơn ngày hôm qua. Đấy, Chúa thì nói vậy thì nói.
Có những người không có muốn gọi là gây sự với vợ thì cứ nói lẫm la lẫm lờ vậy, hỏi được thì được sao, bảo được thì là bởi vì được hơn ngày hôm qua thì còn muốn gì nữa. Thế thì ngon thì không bảo ngon, mà dở thì không dám chê dở, mà lại gọi gì được. Các ông nhiều khi cũng có những cái ấm a ấm khổ vậy, sinh tội ra. Cho nên là cái chữ công chính ấy, nó lại không phải cái chỗ đó, nó là cái chỗ này này. Người công chính là người biết lẽ gì, lẽ ngay lành, lẽ phải, và biết kính sợ thiên gì, Thiên Chúa. À đấy là cái đó mới là cái định nghĩa chính xác ở trong Thánh Kinh. Chứ nó không phải là cái chỗ gọi là chính trực, hỏi cái gì là trong ruột ngựa có gì nói ra, không có cái đó. Liêm chính là người, công chính là người biết kính sợ Thiên Chúa, biết lẽ ngay lành. Trong Thánh Vịnh nói là lạy Chúa xin dạy cho con đường đi nẻo gì, nẻo bước, có không? Dạy cho con biết đường lối của gì, của Ngài, có không? Đường Ngài, đường lối của Ngài soi tỏ như đèn soi cho con đi trước mắt, có không? Đường lối của Ngài, lẽ phải, tức là làm gì? Là biết có cái lòng biết kính sợ Chúa, có cái sự thụ cảm trước ân huệ của Chúa, biết tri ân Chúa và biết tập sống cái lòng tri ân đó một cách vui vẻ, nhẫn nại, trong thinh lặng diễn tả được mọi sự và không có cái gì có thể ngăn cản và giới hạn mình. Đây là người công chính. Đó là người công chính. Cho nên là một người biết lẽ gì, lẽ phải. Mà tội lớn nhất ở trong Thánh Kinh nhá, tội lớn nhất nhá, là tội không biết lẽ phải. Hay nói cái khác, tội phạm đến Đức Chúa Thánh gì, Thánh Thần. Hay nói cái khác là tội cứng gì, cứng lòng. Nếu hôm nay người nghe tiếng gì, tiếng Chúa, thì làm sao? Thì người đừng gì, đừng cứng lòng nữa. The harden of the heart. If today you hear God's voice, harden not your heart. Ngày hôm nay nếu người nghe tiếng Chúa, đừng cứng lòng. Ngày hôm nay nếu người biết đây là điều Thiên Chúa tỏ cho người biết là đường ngay lành, chính trực, lẽ phải, thì đừng cứng lòng. Hay cái khác, đừng cho Chúa đi vắng nữa. Đấy là người công chính, là người biết lẽ gì, lẽ phải. Bởi vậy Thánh Giuse được chọn sống cái này. Và vì thế Ngài trở thành bổn mạng cho cả giáo hội. Bởi vì Ngài dạy giáo hội biết đường lối của Thiên Chúa. Hay nói cái khác, biết thực thi thánh ý của ai? Của Chúa. Cho nên tôi nói thật, các sơ trong nhà giàu cũng vậy. Bao nhiêu luật lệ tốt chứ không có xấu. Nhưng tất cả các luật lệ phải quy về hai điều mà chớ trước kính mến Chúa trên hết mọi sự. Kính mến Chúa trên hết mọi sự vì con biết con có lòng kính sợ Chúa, con có sự gọi là mở lòng cho sự ngay lành của Chúa, thánh ý của Chúa, thực thi cuộc đời của con. Chứ không phải luật của Chúa được viết ra, rồi được kẻ ra, rồi chúng ta giữ luật đó, rồi thì thôi mọi cái buông xuôi, không phải. Có vài nơi tôi vô nhà dòng, họ biên một cái chữ đẹp lắm. Con hãy giữ luật thì luật sẽ giữ con, luật không giữ con đâu. Con giữ luật thì con lại tìm cách con sao lườn lẹo luật thôi. Cho nên là mình phải hiểu khôn ngoan hơn nhiều. Thánh Kinh dạy nhiều cái lạ lắm, không để mình gọi là bị lệ thuộc bởi cái sự toan tính ở trong con người của mình, hẹp hòi của mình, mà phải được tự do thông dong để mà mở ra trong ân sủng của Chúa. Lẽ công chính nó cho chúng ta cái đó. Còn lần đấy tôi đến nhà dòng, các sơ nói tôi điều này. Tôi thương các sơ lắm, tôi hay kể chuyện các sơ. Quý lắm thì mới nói đấy nha. Chứ còn không quý không nói đâu đấy nha. Lạy Chúa rồi sương lắm đấy nha. Chúa tôi biết ý đấy, không dám ngồi giữa đâu, ngồi bên này. Tại vì cha không bao giờ ngó, nhưng mà đâu có biết là cha lại thích ngó bên này. Nhá, cha thiên ân phải ngồi bên đây. Chị hỏi cho cha khổ lắm cha. Tôi đến cái dòng đó, tôi nói dòng nào nhá, không phải dòng Đa Minh đâu nhá. Dòng đó ở cái chỗ là ở ngay cái chỗ đó đấy nhá, ở vào cái dịp đó đấy nhá, vào cái năm đó đấy nhá, chỉ biết vậy thôi nhá.
Bé Duyên hỏi lại chú rồi, cha còn biết cha có cách nào khuyên chị em với con nhiều, con mệt rồi. Hỏi sao vậy? Chú thầy bảo đi, mình ngay thẳng bảo đi để về. Chị lần nào đi cũng phải mất cả tiếng mới về, mà trong cái việc chỉ có chừng 15 phút mà chị có cả tiếng về, không dám hỏi. Hỏi mãi để bảo đấy đó, mình hẹp hòi. Mai giờ hỏi chẳng nhẽ cứ phải tra người ta mãi, kỳ quá. Ê chú ơi, chuyện của các chị sao lại hỏi tôi? Tôi biết gì đâu. Mà thưa cha, bởi vì cha là người công chính. Thế là tôi mới bị tổ chát. Thế mà làm sao bây giờ? Tôi mới về, tôi bảo cho chị ra, tôi bày chị về. Tôi... chị nghe xong, chị bảo vâng, cảm ơn cha. Bận sau, xong tôi hỏi, được không chị? Thượng thượng không chị? Dạ được. Tốt lắm cha, vui vẻ lắm. Biết tôi bảo làm sao không? Đố đấy, biết không? Không biết à? Chị sao hay sao không biết đấy. Uống miếng nước đã rồi kể. Thế tôi bảo chị về bận sau ấy. Thế mà chị về, gọi tên thánh của chị ra mà nói chuyện. Chị Maria ơi, trên đường chị thấy những gì hay kể cho chúng tôi nghe. Bận sau chị đó không dám đi về muộn nữa. Người công chính là vậy đấy. Người công chính không xét tội. Người công chính không xét cái lỗi lầm của kẻ khác, bởi vì giàu tình thương, chậm bất bình và hay tha gì? Hay tha thứ. Mà người công chính biết lẽ phải thì nói người ta cái lẽ phải người ta thích hơn là đi nói cái lẽ gì? Lẽ trái, vì người ta đã phạm cái lẽ trái rồi nên cứ lẽ trái ra mà chỉnh thì làm sao mà nó đến nơi nó trốn được. Dạy con cũng vậy, đọc cái chuyên môn lấy tội nó ra chửi thôi. Mày trả được cái nước gì? Đi ở Việt Nam ra ngoài Bắc thì chỗ này nhiều khi người ta chửi con, nhiều khi tôi đứng đấy người ta không dám chửi mà phải bày ra chửi, phải nói câu văn vẻ để cho nó nhẹ bớt để cha khỏi chú ý. Nó đi khổ lắm cha, bảo nó đi từ nãy giờ giờ nó mới về. Đi như vậy con cái bảo nó đi cả đến chết như vậy thì đổ thứ gọi là quạ mổ. Mổ mày 120 cái giờ này mày mới về. Phải nói như vậy nhẹ nhàng. Không, người công chính nói cái lẽ gì? Lẽ phải. Và lẽ phải trong tình thương, chậm bất bình và giàu gì? Giàu tình thương. Ông Thánh Du Xe, ông Thánh Du Xe sống cái này. Bởi vì ông Thánh Du Xe đã được dạy ở trong chiều dài của gia đình ông ấy cái này rồi. Mà cũng vì thế cho nên ông Thánh Du Xe phải học một bài học rất gọi làm sao? Rất nghiêm túc về cái này. Mà muốn biết bài học đó như thế nào đó thì phải tinh ý lắm mới nhìn thấy, và người ta kể hết chứ người ta đâu có giấu đâu. Anh chị em không chịu để ý, không nghe thôi, không thấy thôi. Đêm Giáng sinh á, cái thánh lễ mà người ta gọi là thánh lễ Giáng sinh, trước cái thánh lễ nửa đêm đọc cái bài tin mừng của thánh Matthew, kể nguyên một cái gia phả ra. Chúa dạy thánh Giuse trong gia phả của Ngài. Cho nên là mình phải hiểu Thánh Giuse tinh ý lắm thì mình mới thấy để ý tất cả những cái điều này. Bởi vì Thánh Giuse là người công chính, vì Ngài học ra đường gì? Đường hay lẽ gì? Lẽ phải. Có cái bà kia, chúa tôi bà cứ than với tôi mãi, bảo trai cha con chán nhá ông nhà con lắm. Ông ấy chẳng được cái nết na tích sự gì cả, ông là người vô tích sự. Thế bây giờ chị có nói với ông chưa? Bảo thưa con đâu dám nói lại xin tội ra. Đâu cứ đợi cha đến rồi cách cứ nói cho cha. Tại sao không nói với ông? Mà thưa cha, con không nói được, con phải nói với cha, bởi vì cha là thầy cả. Cha phán một nhời thì linh hồn lão dễ đành đạch, cho nên là cha cứ việc nói. Tôi bảo chứ tôi đâu có đưa đầy quyền năng như vậy. Ông mới nghe được đấy. Ông nói mà thưa cha, con chán bà ấy lắm. Bà này bà ấy lắm sự lắm. Thế xong rồi bà, ông nhân tiện tôi đứng ở đó, bà ông nói luôn cho các bà đó, ông nói vậy này, tôi nói cho bà biết nha, bà cái gì cũng được, có một cái bà không biết thôi, đó là bà không biết điều. Sao thấy các ông cười vậy? Tôi thấy chàng Thiên Tân có vẻ cười hơi to đấy. Không biết điều, cái này có đúng không vậy? Cái này có đúng không? Đúng không? Các ông đúng vào cho các ông chẳng, cho các ông võ một chẳng pháo tay lớn cho tôi nghe xong là đấy. Đấy. Tôi nói, bởi vì tôi bảo tôi đem dụ các ông hay lắm, mà cho vỗ chẳng pháo tay lớn. Trong nhà thờ các ông vỗ mấy cũng không to bằng các bà vỗ.
Đúng không? Đúng không? À, giờ cho một tràng pháo tay lớn cả nhà thờ xem sao nào. À, đấy. Bà cái gì bà cũng biết hết à. Chuyện nhớn chuyện nhỏ gì bà cũng biết hết à. Có một cái bà không biết là không biết gì. Không có biết điều. Hỏi tại sao không biết điều? Bởi vì tôi là hot boy cho cả cái xóm này mà bà không biết. Mà bà từ nãy giờ bà cứ chê tôi là dở. Bà ông là hot boy. Cho nên Thánh Giuse trong một cái mẫu mực nào đó, mức độ nào đó, ngài phải là hot gì? Hot boy. Bởi vì ngài là người biết gì? Biết điều. Biết điều lắm. Thánh Giuse biết điều. Chúa dạy những người biết điều sự công chính của ngài, và trong thinh lặng và khôn ngoan ngài dạy cho chúng ta từng bước một. Bây giờ cái thứ nhất, kính sợ Chúa. Kính sợ Chúa nhá. Bây giờ tôi hỏi ở đây anh chị em có kính sợ Chúa không? Có kính sợ Chúa không? Ai không biết kính sợ Chúa đâu. Các thánh đều là những người biết kính sợ gì? Kính sợ Chúa. Hôm vừa rồi mới làm lễ các thánh tử vì đạo. Ở đây có mừng lễ cánh thì tử vì đạo to không? Có không? À, có đi rước không? Có kiệu không? À, rước chung quanh nhà thờ à? À đấy. Ở trong nhà mình còn có thánh tử đạo đứng đây này. Đấy, thấy không? Đấy, có thánh tử đạo. Đấy. Hôm đó đấy, nói đến các thánh tử đạo là để nói lòng kính sợ và trung kiên của các thánh. Nhà tôi có một cha giờ ngài khuất rồi. Ngài tên là cha Nam. Giê-xu ngài nghĩa là hăng lắm, mà hôm nay lâu lâu ngài khổ một cái về này, ngài giảng thì mọi cái đều tốt hết, chỉ có cái là giọng của ngài nó rất là nhỏ nhẹ, trầm trầm, thành thử ra làm cho người ta nghe xong thì làm sao phiêu diêu miền cực lạc, thành thử ra. Anh chị em có kinh nghiệm này chưa? Anh chị em có kinh nghiệm này chưa? Không dám trả lời đâu. Bố bảo không dám trả lời. Có à? Ở đâu? Ở ngay tại đây. Ở tại đây. Ở tại đây. Mấy giờ? Lễ mấy giờ? Lễ mấy giờ? Khai ra ngay. Thưa cha, con không dám nói. Thế nhưng mà ngài hôm ấy được gọi là lễ mừng kính các thánh tử đạo, anh em để cho ngài đứng giảng cho giáo xứ Hiển Linh. Ngài đứng lên, ngài rõ ràng, ngài kể chuyện các thánh tử đạo cách rất hùng hồn, ai cũng thích. Thế bảo này đúng là cha Nam được ơn Chúa, nói một cách dũng mãnh, ơn Đức Chúa Anh Thần tràn ngập. Cho nên nói cái gì ra là nó đâu ra đấy mà trời, nó làm chinh phục mọi người. Đến những câu chót, ngài kết luận bài gọi là giảng của ngài. Vậy anh chị em phải nhớ nha, phải theo gương các thánh tử đạo. Chúng ta thà chối Chúa chứ không bỏ đạo. Thà chối Chúa chứ không bỏ gì, bỏ đạo. Lỡ, nói lỡ lời, nói lỡ. Chớ chối Chúa mà không bỏ gì, không bỏ đạo, nhưng mà thà chối Chúa mà không bỏ, nhưng không được bỏ đạo. Thế nhưng mà ngày hôm nay nghĩ cho cùng một cái đúng đấy. Con người sẽ không bao giờ bỏ đạo, nhưng mà cuộc đời của họ là cả những chuỗi ngày chối gì? Chối Chúa. Vì Chúa là đấng công chính, giàu tình thương, chậm bất bình và hay tha gì? Tha thứ. Vì họ thiếu sự kính sợ Chúa đấy thưa anh chị em. Kính sợ Chúa. Kính sợ Chúa là gì? Trong Kinh Thánh nói như thế này: The fear, you have to have the fear of God. Người nào không biết kính sợ Chúa, người đó không hiểu được cái chữ công chính. Và không kính sợ Chúa thì chưa chắc đã sống được lòng bác ái trọn vẹn. Kính sợ là chỗ này, là biết Chúa là Chúa mà con là gì? Là con. Đấy, tức là đâu ra đó. Chúa là Chúa mà con là gì? Là con. Cho nên ơn kính sợ Chúa không có phải gọi là lăm le. Không phải gặp Chúa lạy Chúa tôi còn sợ lắm. Gặp Chúa là lăm le. Lăm le, lăm le, sợ lắm. Ở Việt Nam chúng ta có những cái kinh nghiệm của sự sợ hãi khi lớn lên. Anh chị em có không? Nhất là đi lễ nhà thờ, có những cái sợ hãi vô cùng. Không biết ở đây ai có kinh nghiệm. Tôi kể cái này ra chắc tôi cũng phải có đồng minh. Đó là đi lễ, ngồi trong nhà thờ, sợ nhất là cái gì? Ông quản với bà quản. Tại sao vậy? À, ngủ gật. Rồi gì xảy ra? À, quất. À, không biết tại sao nhà thờ mình ngày xưa roi đâu mà nó lắm thế, không biết nữa.
Tôi không hiểu ở đâu mà nó ra roi mà toàn những cái roi mà nó mỏng mỏng mà nó cái dài như thế này, nó không có dài, nó không có dày đâu, mà gọi là roi cá đuối chứ không phải là roi mây, nó gọi là roi cá đuối. Khổ vậy, dài vậy này. Mà như là nhà thờ nào ngày xưa cũng vậy, cứ 5-6 cái như vậy không biết làm sao. Mà có những người hang nhiên như là tiến ra pháp trường, nghĩa là nhìn những kẻ gọi là sẵn lòng gọi là hy sinh vì đạo ngay, cho nên là nó ngồi mà nó bắt đầu hơi gọi là gục gục cái là gì, là quất. Mà thường đâu có quất cái đứa đó, không biết là có chắc nó hay không, quất luôn 3-4 đứa một lượt. Cho nên tôi nhiều khi tôi ngồi gần chúng nó tôi bị nhiều lắm, cứ một đứa bị ngủ gục là tôi cứ bị quất. Mà ngày xưa học mặc cái áo tê tơ rông với vải nó mỏng ấy, biết cái áo trắng tê tơ rông không, vải tê tơ rông nó mỏng ấy, giặt cho nó màu khô ấy, có nhớ không? Ngày xưa đi học cái màu trắng ấy, giặt cái đó thì nó có chất ni lông, giặt cho nó em nó mau sạch đấy. Bằng cái thuốc giặt Aviso, nhớ không? Thế tôi còn nhớ đấy, tôi chưa lẫn đâu. Ngày xưa còn đánh răng kem trà già, ông kem gọi là ông trà già Hinos, ông trà già Hinos nhớ không? Đấy. Ông cười cái là răng ông gì? Ông trắng, tối cúp điện vẫn thấy gọi là hàm răng. Quất trong mật pháp được cái ơn gọi là làm sao đồng hình đồng dạng với lại bạn bè của mình. Mà ngày xưa mà cứ mỗi lần đi lễ cứ sợ như vậy, sợ lắm, ngồi không khéo là bị gì, bị quất. Mà nhất là quất sau lưng mình không thấy, đang ngồi vậy cái tự nhiên quất một cái là giật gì, giật bắn cả mình lên. Mà có những người quất như vậy người ta coi đó là một ơn gọi, người ta không coi đó là một cái gọi làm sao là bổn phận, mà gọi là một ơn gì, ơn gọi. Bởi vì không làm không được, họ vào nhà thờ trước khi họ đem họ thi hành gọi là một cái công việc đạo đức, họ đến họ nhìn Thánh Giuse, nhìn Thánh Đức Mẹ, râm râm cầu nguyện cái gì, xù xì cái gì, xong làm dấu xong rồi bắt đầu lấy tay với thì ra dấu roi ở đằng sau tượng Đức Mẹ với tượng Thánh Giuse. Cứ chuyên môn như vậy, dấu ở đằng sau đấy. Hỏi ra bảo xin thưa cha dấu phòng áo là mất tiệt. Mấy thằng giúp lễ nó đem nó dấu hết không còn cái nào. Nhưng mà cha dấu đằng sau tượng Thánh Giuse với Đức Mẹ không đứa nào dám động đến. Ra ngoài Bắc vẫn còn. Ngoài Bắc vẫn còn. Cứ lễ xong lại cầm cái roi bỏ đấy xong làm dấu. Ta ơn Chúa đã cho con làm xong việc một cách tốt lành. Sợ hãi không phải như vậy. Sợ hãi bởi vì biết Chúa là Chúa mà con là gì? Là con. Không có cross the line. Không có cái kiểu mà gọi làm sao cá mè một gì? Một lứa. Không có cái kiểu gọi là hễ mà mình đi được một gì? Một gang, một chân là bắt đầu làm sao? Bước lên gì? Cả thước. Không có phải vậy. Ngày hôm nay người ta không biết giới hạn. Ngày hôm nay cái tội lớn nhất là cái tội gọi là thấy mình được tự do, mình làm được mọi sự và không có cái điểm gì? Điểm dừng. Cái khổ của chúng ta là như vậy. Đời sống của chúng ta đôi khi cứ nói đến những cái tội mà nó thường là những cái tội nhỏ nhỏ. Nó đến với chúng ta vì chúng ta không biết kính sợ Chúa. Chẳng phải là chúng ta không nhận biết ra Chúa, nhưng chúng ta không coi đó là quan trọng và không thấy cái giới hạn và không biết điểm gì? Điểm dừng. Không biết điểm dừng. Một chút nữa cho bác tháo hồ hỏi. Cho nên là chúng ta phải biết điểm dừng. Thánh Giuse đó dạy chúng ta điều này này. Lịch sử của gia đình Ngài, cả chiều dài lịch sử phải học có điểm dừng. Điểm dừng thứ nhất và điểm dừng thứ hai, điểm dừng thứ ba là những điểm dừng như thế nào? Đó là nhìn lòng thương xót làm việc ở những cái chuyện gọi làm sao đau khổ, những chuyện oan trái ở trong gia đình, để mà biết được cái điểm dừng của mình và đừng bao giờ cố tình bước tới hay là làm ngơ hai cái tội đó. Hai cái tội đó. Trong gia phả Thánh Giuse bắt đầu câu chuyện kể ra một lúc mà một hồi chúng ta thấy tên có 5 người phụ nữ. Trong đó câu chuyện cuộc đời riêng của các bà là những cay đắng của cuộc đời. Và Ngài dạy cho dòng họ biết, phải biết điểm dừng. Không ai trong chúng ta quên được chuyện ông Giuse ở trong Cựu Ước. Có nhớ chuyện ông Giuse trong Cựu Ước không? Có không? Có nhớ không? Ở đây ai nhớ? Nhớ bằng máng này. Ông Giuse trong Cựu Ước ấy, bây giờ mà bố là ông Gia-cóp ấy, có 12 đứa con, ông là đứa kế út được bố thương nhất thì cho cái gì? Cho cái áo đẹp nhất mà trở thành cái lòng ganh tị cho của các gì? Các anh.
Và họ tìm cách họ gì? Họ loại trừ, họ bán qua đất ai gì? Ai cả. Và một trong bốn người anh ấy, là ông Giuđa đó, ông bàn cho một cái kế. Ông bảo đừng có giết nó, đừng có lấy máu nó thấm vào trong cái áo đẹp và đem về nói với bố là nó bị thú dữ giết rồi. Làm như vậy mang tội trước mặt Chúa không được đâu. Đừng có dính tay vào nó, làm chuyện sái. Công chính đấy, công chính đấy. Tính cái chuyện gọi là luồn lẹo khỏi cái công chính đó. Đừng, đừng dính vào nó. Nhưng mà có cách khác, vứt nó xuống dưới hố ấy. Dưới cái hố, gọi cái giếng cạn. Cái giếng cạn, gọi là cái hố sâu. Vứt nó xuống dưới đấy. Thế mà Chúa thương á, thì nó sống. Mà nó sống nó học được một bài học nên thân nên đời. Còn nếu Chúa không thương, mình đâu có giết nó đâu. Mình để nó sống mà. Nó chết tự nhiên. Đấy, người công chính biết sợ Chúa nhưng mà biết cách gọi làm sao, nhìn luật của Chúa không biết điểm dừng nên tìm cách gì đi chung quanh. Ông thấy Giuđa học được cái bài học này. Mà cái người bày cái kế đó là ai? Là ông Giuđa, là người con thứ tư trong 12 người con của ông Gia-cóp. Sau này Chúa đổi tên ông Gia-cóp là Israel. Và ông Giuđa đó là ai? Là cụ tổ của Thánh Giuđa đấy. Thánh Giuđa được sinh ra trong dòng dõi của ông Giuđa. Một chút nữa trong cái mùa vọng này để ý nha. Giuđa là đất nhỏ bé nhất. Bethlehem, ôi Bethlehem, ngươi là cái đất nhỏ bé nhất trong đất của cõi Giuđa, nơi ngươi sinh ra đứng thiên sai. Giuđa đó đó, ông Giuđa đó đó. Tổ tiên đấy, cụ tổ của thánh Giuđa đấy, mà thánh Giuđa là cha nuôi Chúa Giêsu, cho nên con mà nhận cha là cha nuôi, mà là con nuôi thì cũng giống như là con thừa gì, thừa tự. Cho nên Chúa Giêsu khi làm người không chọn lẽ công chính qua uy quyền, qua cái sự răn đe, nhưng qua tình thương, lòng thương xót, chậm bất bình, giàu tình thương và hay tha gì, tha thứ. Và Ngài dạy cho bằng cách gọi là Giuđa trong giấc mộng người. Nếu người nhận ra lẽ của Chúa, người sẽ rẩy bạn mình. Nhưng mà lòng thương xót người ở đâu? Tình thương chậm bất bình người ở đâu? Sự tha thứ người ở đâu? Điểm dừng của người ở đâu? Nếu người không nhìn ra cội nguồn của người, cha ông của người là ai? Giuđa là người thứ nhất. Mà cũng ông Giuđa đó, một cái câu chuyện đau lòng lắm. Đó là người con tên là bà Tama, là người con dâu đấy, được cưới về để mà làm dâu cho gia đình. Nhưng mà về thì ở chừa bấy lâu thì con của mình, chồng của mình mất. Mà theo luật của thời đó, cái người đàn ông mất thì cái người em ruột của người đàn ông phải gì? Phải nhận cái người đàn bà đó về để mà giữ, giữ gọi làm sao, giữ tông tộc, giữ nòi, giữ giống, giữ của nữa. Bởi vậy mới có cái chuyện là có cái bà trong Thánh Kinh ấy, bà ấy đã mấy đời chồng rồi, 7 đời chồng. Số 7 là cái số gọi là trọn vẹn, số gọi là không còn số nào hơn được nữa đấy. Tức là bao nhiêu cái số tận cùng là bà ấy lấy được hết ấy. Bà là người cao số đó. Ừ. Đấy. Mà cái người con dâu đó, khi mà bằng đấy người chồng mình qua đời đấy rồi, cuối cùng còn có mỗi thằng út phải dùng cái tục, gọi cái tục gọi là tục tảo hôn. Tức là nó còn bé quá, nó chưa có đủ tuổi ăn ở vợ chồng. Thế nhưng mà thay vì cho về nhà quê để mà coi như là cho về lấy chồng, thì bảo về nhà quê ở tạm một thời gian, khi cái đứa con bú tẻ nó lớn lên thì nó sẽ gì? Làm chồng cô ta. Một người phụ nữ mà sống cả cuộc đời của mình đợi chờ như vậy thì có phải là một cái nỗi đau đớn mà nhọc nhằn không? Có không anh chị em? Có. Tôi hỏi các người phụ nữ nhìn như vậy, thấy cái phận của mình nó đau khổ. Thánh Kinh có những cái câu nói than từ người phụ nữ nó thống thiết lên trời. Này con gái Sion, mừng vui lên Sion, vì ngày hôm nay Thiên Chúa viếng thăm ngươi, ngươi không còn là phận lẻ duyên đơn nữa. Chuyện có đấy, người phụ nữ ngày xưa người ta phải qua những cái điểm như vậy. Và Chúa dạy cho tổ tiên thấy những cái điểm dừng. Và cái đêm nọ, bà Tama đã tìm cách lẫn vào trong cái gọi là cái làng, một cái nơi mà ông bố chồng của mình thường xuống gì đó để lo cái công việc gọi là buôn bán. Buổi tối nhá nhem ông có thấy gì đâu. Thế là thôi phải lòng ở với cái người đàn phụ nữ này. Sáng ngày hôm sau đi về không biết nữa mà đi sớm nữa.
chỉ dặn rằng là hôm 21 về cái gì trao để tôi đưa cho cái vật này, giữ lấy cái giải vải đỏ này, mới bảo cho tôi biết thì tôi sẽ trả ơn. Sau này về nhà rồi bà mới cho người đưa cái dây đó để mà nói và đấy, thì xin ngài trả ơn. Và hỏi trả ơn bằng cách nào? Bà nói xin nhận tôi về làm vợ. Người con dâu bây giờ trở thành người gì? Người vợ cụ tổ Giu-đa. Rồi cũng trong cái dòng tộc đó để ha, rồi lấy những người phụ nữ trong đó có cái bà. Bà là một cô gái gì? Gái điểm. Bà Ra-áp. Và bà là một cô gái điếm. Gái điếm đây là hiểu theo cái thời đó là thế này này, là người ta có cái tục gọi làm sao hiến tế, gọi là người ta giao hoan để mà tế thần thời đó. Và bà đã chọn chấp chứa người Do Thái khi mà họ bước chân vào trong cái gọi là chiếm ngữ lại cái đất mà ngày xưa gọi đất hứa, sau khi mà từ Ai Cập quay trở về, đi trong sa mạc bao nhiêu năm, đến cái ngày bước vào đất hứa, bà ấy giúp cho người Do Thái làm nội gián để làm chi vậy? Để bước vào trong cái gọi là thành đó. Bà là người ngoại, sau này bà đã trở thành bà nội tổ của Chúa Giêsu trong gia phả. Thánh Giuse đêm nào cũng phải ngồi suy nghĩ tổ tiên của mình, gia đình của mình. Lạy Chúa, tôi có những cái nó khó khăn như vậy, có những cái oan trái như vậy, có góc khuất như vậy, điểm dừng của các ngài ở đâu và Thiên Chúa dạy gì? Những cái đêm nó dài lắm. Cho nên giàu thương xót, chậm bất bình hay tha thứ, Thánh Giuse được học từng bước một. Ngài được chuẩn bị chứ không phải tự động mà ngài trở thành một con người như vậy. Rồi ai nữa? Trong đó có những bà, thí dụ bà Ruth là bà nội của vua David. Rồi ai nữa? Có bà Bathsheba. Nhớ không? Bà Bathsheba là gì? Là mẹ của vua Salomon. Cái bà mà gọi là bây giờ đó là vợ của ông Uriah, đó là cận thần của vua David. Giuse con vua David. Trong kinh cầu Đức Bà đã có cái câu gọi làm sao? Đức Bà là gì? Là tòa vua David, có nhớ không? Ôi, quên hết kinh cầu Đức Bà rồi à? Hả? Đức Bà là tòa đứng khôn ngoan đấy. Tiếng cầu chữ há là Đức Bà David địch lâu đấy, có nghe không? Hả? Thế thì vua David đó đó chứ ai đâu? Bà Bathsheba đó đó, vợ của cận thần Uriah. Một ngày nọ đứng ở trên lầu nhìn xuống thấy bà ấy đang gì? Bà ấy đang tắm. Rồi động lòng gì? À, động lòng gọi là động lòng dục vọng. Muốn chiếm hữu bà ấy thì cho chồng của bà ấy ra ngoài gì trận tuyến mà không có viện trợ để cho ông chết ngoài chiến trận. Xong rồi đem về bảo trẫm phải mang Ái Khanh về để chăm sóc vì chồng của Ái Khanh đã chết vì trẫm. Nhân nghĩa như vậy đấy, vừa nói dối này, vừa giết người này, và vừa cướp vợ của người ta này. Làm một tội, làm một ba hành động mà phạm ba gì? Ba tội. Cho nên người ta đã không phạm thôi, phạm cho chiến. Có nhiều người, thưa cha con phải phạm cho chiến thì xưng tội, Chúa thà nó mới đã. Con nhớ kinh ăn năn tội không? Con dốc lòng chừa cái và nhờ ơn Chúa đó, nhớ không? Thì con sẽ lánh xa gì? Dịp tội cùng ta, tạm tìm dịp phạm tội cho sướng, amen đấy, có nhớ không? À đấy, đấy, đấy. Ai cũng nhớ cái câu đó lắm ấy, Chúa đấy, đấy. Và khi mà làm cái điều đó, ngôn sứ Na-than đến chỉ thẳng mặt. Và ông kể chuyện rong, chuyện dài, chuyện của cái người phú hộ kia có một đàn gọi là thúc vật, đàn bò, đàn vịt gì đó. Thế rồi thì cái bà quá nghèo, khổ quá, đứng xin không cho. Đã vậy còn lấy luôn cả gì? Của cái tài sản của người ta, thất nhân gì? Sát đức. Thất nhân thất đức, phải không ạ? Tôi về Việt Nam, giúp miền Tây nói, thưa cha, bọn đó là cái bọn sát nhân ác đức đó cha. Thì sao biết không? Lấy hết của cả người ta, ông Na-than chỉ bằng người đó là vua đấy. Trời ơi, vua David sau này mới bắt đầu thống hối. Và nhờ vua David thống hối như vậy,
nó nằm ở trong lịch sử cứu độ. Và có bao nhiêu đêm Thánh Giuse đã gẫm nghĩ, và trong giấc mộng chiều dài của gì con người, Ngài đã nhìn ra điểm dừng và nhìn ra lòng kính sợ Chúa. Ngài nhìn được điều đó, Ngài biết. Cho nên đêm Giáng sinh, lễ Giáng sinh gia phả được đọc không phải là để cho vui, nhưng mà để nghiệm. Anh chị em nhiều khi không để ý cái đó. Cho nên lòng kính sợ Chúa là biết Chúa là Chúa, mà con là gì? Là con. Con không thể nào mà gọi là làm những cái gì thay thế Chúa được. Xin Chúa cho con một cái ơn này, đừng để cho con phải lìa xa Chúa bao giờ. Có nghe cái đó bao giờ không ạ? Có nghe không? Các linh mục trong Kinh Thánh Thể khi mà đọc thầm thầm, trước khi mà chịu lễ, vượt vị linh mục đọc cái kinh đó. Vậy Chúa xin cho con được đón nhận Chúa và nhắc nhở con là đừng lìa xa Chúa bao giờ. Cho nên kính sợ Chúa là biết Chúa là Chúa, biết con là con. Và có những cái lẽ sống trong cuộc đời con không thể thay thế được, mà con cũng không thể nào mà gọi là lầm lẫn lực, con có thể lẫm lờ được, con không thể bước qua được. Con phải biết điểm gì? Điểm dừng, có những cái dừng. Vợ con có những cái tai quái, nhưng mà con có những cái điểm phải gì? Phải dừng. Đừng có trêu ngươi, đừng có làm cho bà ấy nổi cơn lên. Khó chịu mấy thì khó chịu, nhưng mà đến lúc nào đó phải tìm ra điểm gì? Điểm dừng. Đừng có nên gọi là ăn ở trái nghĩa với vợ mình, để rồi không thấy điểm dừng thì một ngày đó muộn rồi. Nhớ điểm đó. Mà người vợ cũng vậy nữa. Người chồng của mình có tai quái cách mấy, ông ấy gọi là cái người gọi là phải nói là quá sức tưởng tượng, nói ra nghĩa là nói ra cả thể miệng lưỡi, cả thể nói ra không hết. Đó. Cũng biết vậy, nhưng mà cũng phải biết điểm gì? Điểm dừng. Không nên chỉ chiết. Có hiểu chữ chỉ chiết là gì không? Có hiểu không ạ? Nói dài để nói gì? Nói dài để nói gì? Nói dở. Sao hay vậy? Có kinh nghiệm bao giờ chưa? Nghe nhiều riết quen rồi hả? Lạy Chúa tôi, anh nghe nhiều, anh phải tạ ơn Chúa chứ, tại sao lại anh bảo nghe riết là quen là thế nào? Phải tạ ơn Chúa chứ, phải nói với Chúa cái điều gì tốt lành. Lạy Chúa con ca tụng Chúa vì con được một người vợ nói dai, nói dài và nói gì? Nói dở. Tập luyện nhân đức để con trở thành người công gì? Công chính. Bởi vì con là hot boy của gia đình gì? Gia đình này, phải nói như vậy chứ. Xin cho con được ơn gọi là kính sợ vợ con dưới đất cũng như trên gì? Trên trời. Thì phải nhớ như vậy. Các bà vỗ tay. Thưa cha, con khiếp vợ con lắm. Cha bảo gì bảo con dạy sao dạy chứ. Vợ con thì nghĩa là dạy nó cũng như không cha. Nó không được cái ơn cải hối đâu. Mà ông khéo rồi con thì được ơn giải thoát. Nó bỏ nó đi là chết ngay, không có cơm ăn. Nấu món gì ăn cũng gọi làm sao thôi được. Biết điều với Chúa trong mọi sự. Thành thử phải tập biết điều nhé. Thánh Giuse tập biết điều với Chúa, bởi vì Thánh Giuse biết kính sợ Chúa, biết Chúa là Chúa, biết con là gì? Là con. Biết điểm dừng và biết chi gì? Chi ân. Ngày mai tôi sẽ khai triển thêm những cái tư tưởng này để anh chị em thấy nó có trong Thánh Kinh và nó có trong cuộc đời của chúng ta thật sự. Mình phải có ơn kính sợ Chúa trong cung cách ta sống với mọi người chung quanh. Biết Chúa là Chúa là một cái nhân đức mà ta gọi là khiêm nhường. Khi tôi đi học, có một lần thầy Do Thái kia bảo tôi với lại một số những anh em khác, các ông thử cho tôi biết coi khiêm nhường là gì. Ai cũng ra một cái định nghĩa, khiêm nhường là người ăn nói nhỏ nhẹ, không ăn nói to, là người ăn nói gọi làm sao vừa phải, không có phóng đại, không có mở gọi là xưởng pháo ở Long Bình, không trở thành gọi làm sao gọi là pháo đại ở La Vang. La Vang có pháo đại hả? Không có pháo đại à? Vậy mà tôi nghe mà La Vang có nhiều pháo đại lắm.
Chắc là tôi phải ăn năn thống hối vì nghe lầm. Thế thì phải nhớ điều này. Cái người mà khiêm tốn không phải là nói năng nhỏ nhẹ phóng đại. Ông bảo chứ cái đó tập thì nó cũng ra thôi. Nói riếc thì nó cũng ra như vậy, nhưng mà lòng thật sự như vậy không là chuyện khác. Bây giờ tôi bảo ông điều như vậy, các ông nghĩ đi, cách khác đi, chẳng ai suy ra được. Ông bảo mọi người ngồi xuống đi. Thế là mọi người kiếm cái ghế ngồi, bảo không, không có ngồi những ghế. Tôi ngồi đâu, xuống đất mà ngồi. Tự dưng mà cái ông này điên à, giờ hơi lẩm cẩm như vậy. Tự dưng ghế không có ngồi, tự dưng mà bắt người ta ngồi dưới đất này. Đúng rồi, giờ hơi cắm lợn như này. Thế hình thử ra mọi người phải cũng vâng, và ông là rabbi, mình đi đến mình chia sẻ thôi, kệ cũng nghèo. Ngồi xuống đất, ngồi xong bảo cũng làm cho một câu mà đấy khiêm nhượng đấy. Ông bảo đấy là khiêm nhượng đấy mà. Ủa, ông bảo khiêm nhường, các anh ngồi chỗ này còn có chỗ nào té nữa không? Ngồi đất hết chỗ té rồi. Cho nên lần sau ấy mà vợ nổi cơn tam banh lục tặc ấy, nhìn vợ mình bảo hãy tỏ lòng thương xót. Tôi thành khẩn sấp mình xuống mặt mẹ nó. Xin hãy tha thứ. Nói xong cái là ngồi thẳng xuống gì? Xuống đất. Hỏi tại sao vậy? Bà làm sự gì tôi không thể nào té cái chỗ này được nữa. Chỗ này là chỗ tối cùng tôi có thể ngồi được rồi. Tôi năn nỉ bà đấy. Tôi ngồi ở đây là tôi năn nỉ hết lời đấy. Không có cái chỗ nào té được nữa. Không đi chỗ nào được nữa. Ngồi một chỗ vậy đấy. Bà làm gì được thì bà làm đi. Bà muốn thì bà làm. Bà không muốn bà bế tôi lên. Thì hay quá, tôi về tôi bảo trời ơi hay quá. Khiêm nhường là người ngồi ngay cái vị trí của ai? Của chính mình. Không ngồi cái chỗ của kẻ khác. Không ngồi trong cái kỳ vọng của gọi là sự viễn vông. Không có cái sự cao ngạo. Không có đặt cho mình một cái hình ảnh không phải của mình. Người chính trực là người sống biết lẽ phải, biết trước sau như một, biết Chúa là Chúa, biết thật là thật, biết giả là giả. Mình không có gọi là hòa trộn giữa cái sự gọi là thật với lại những cái điều dối trá. Cho nên là ngồi xuống đất là ngồi trên cái thực thể của chính mình, cuộc đời của mình, con người của mình, sự sống của mình, danh dự của mình, phẩm giá của mình, ao ước của mình, yêu đuối của mình, sức mạnh của mình. Ngồi chỗ đó mà cầu nguyện với Chúa. Mỗi đêm xin được một cái ơn được ngồi chỗ đó đó, đừng ngồi chỗ khác. Một số nhà dòng ở Việt Nam ấy, độ sau này đó, họ các sơ ngồi ghế làm sao không biết, nhưng mà có những cái giờ cầu nguyện người ta để chị em chầu Chúa không có ghế gì cả, có một cái bàn thờ để thinh lặng, và trong căn phòng trống đó chị em ai muốn vào quỳ là quỳ, ngồi là ngồi, vì được ngồi trong chính chỗ của mình, con người của mình, để được chiêm nghiệm và gần gũi đấng yêu thương mình từ thuở đời đời. Cho nên anh chị em nhớ nha, Thánh Giuse phải học cái này đấy. Ngài không thể ngồi cái chỗ mà miệng tiếng người ta nói là này, ông có cái bà, cái người phối ngẫu mà mới gọi là làm đám hỏi xong chưa gì đã có mang. Thánh Giuse không thể nào ra kia bảo dòng mình bảo thôi Chúa nói vậy thôi, mình coi đó không có, không thể thấy không? Chúa chưa nói mà có gì có thương mến Đức Mẹ mấy chăng nữa mà không hoài nghi Đức Mẹ mấy chăng nữa, cũng không thể nào nói là cái việc Đức Mẹ có mang là việc không có. Thánh Giuse phải hiểu nó có, nhưng mà nó có cái cách nào chứ không phải chỉ tại sao. Ông Thánh Giuse không có ngồi tìm công chính, không đi tìm sự kính sợ của Chúa, không đi tìm điểm dừng bằng những câu hỏi lý luận tại sao, mà cách nào, cái gì. Ngài không hỏi tại sao mà chỉ hỏi cách nào và cái gì. Cách nào mà ra thế vậy, cái gì con phải làm lạy Chúa. Ngài không thách đố Chúa, vì Ngài biết Chúa là Chúa, con là con. Chứ tại sao không nằm trong cái lý trí của cái ích kỷ của con người mình nữa. Vì vậy Ngài là đứng công chính, và cách nào thì Chúa đã cho thấy quyền năng của Đức Chúa Thánh Thần bao phủ Đức Mẹ, đó là cách nào. Làm gì? Hãy đón nhận bạn về và đồng hành với người bạn mình.
kính sợ Thiên Chúa, công chính, biết điều, là người nhận ra được tình yêu của Chúa và năng hỏi làm thế nào và cái gì, chứ không hỏi cái chữ tại gì, tại sao. Tại sao cái mụ này ngày hôm nay về dở chứng, hay tại sao cái lão này nó ấm a ấm ợ khó chịu. Hỏi câu đó cho đến tận thế cũng không trả lời được. Bây giờ người ta bảo vậy này, sửa cái nết với cái tật, sửa cái nào dễ hơn? Sửa cái nết thì dễ hơn, còn cái tật thì khỏi có sửa được không? Khó lắm. Chứng nào thì gì? Tật đấy, không sửa được. Đừng hỏi tại sao, hãy cho cái cách nào và cái gì thì cái tật đã chữa được. Cách nào để cho cái tật này nó không làm khổ kẻ khác. Cái gì là cái mình phải gọi làm sao đối xử với những người chung quanh sửa được. Đồng ý không anh chị em? Đồng ý không? Thế bây giờ mới thấy Thánh Giuse tuyệt vời chưa? Thấy chưa? Từ hôm nọ hôm nay thấy Ngài là người công chính mà không hiểu đó là cái gì. Hãy đến cùng gì? Giuse đứng công chính. Thế thì nói đến đây là coi như là đã đến giờ là đến 8 giờ 20 rồi đấy. 8 giờ 40 rồi. Thế thì mình phải có điểm gì? Điểm dừng. Tôi giảng phòng tôi cũng phải biết có điểm gì? Điểm dừng. Chứ không phải chấm dứt tại đây, chưa có dứt. Mà là điểm gì? Điểm dừng. Chưa có dứt nhá, thành thử vẫn ngồi tại chỗ. Thì giờ còn 20 phút ấy, để cho mà ngẫm nghĩ, đặt câu gì? Câu hỏi. Được không ạ? Bây giờ muốn hỏi gì hỏi. Nhưng mà trước khi hỏi thì hát bài cho nó đem ăn nở phổi ấy. Được không ạ? Được không ạ? Hả? Được không? Trời cao hay đổ sương xuống, và ngàn mây hay mưa đấng chuộc tôi. Trời cao hay đổ sương xuống, và ngàn mây hay mưa đấng cứu đời. Thương xem dân Chúa đơn đau mây sầu che lối, như nai đang khan đến đây cài tạo thế giới. Chúa dần đâm tan xiềng xích tội nhớ. Chúa ơi, lòng nhân từ Chúa không bờ. Trời cao hay đổ sương xuống, và ngàn mây hay mưa đấng chuộc tôi. Trời cao hay đổ sương xuống, và ngàn mây hay mưa đấng cứu đời. Anh chị em thấy mình hát hay không vậy? Hay không? À đấy, vỗ tay. Mình phải nói về này, hiếm dịp mà cả cộng đoàn được hát lắm, là bởi vì thường thường là ca đoàn họ hát cho mình, đúng không ạ? Mà tôi thấy ca đoàn có những cái họ làm rất hay mà họ không biết điểm dừng. Cái này phải tập điểm dừng, là phải biết cái chỗ nào là cái chỗ mà ca đoàn hát, mình gọi là cộng đoàn hát hay nhất. Cho nên là phải nhằm cái lúc đó đó, cho cộng đoàn một cái bài hát mà ai người ta cũng hát hay. Hát hay thì không bằng hay gì? Hay hát. Ca đoàn nào giỏi á, ở dưới tôi đó, cái ca đoàn mà nổi tiếng nhất á, họ không bao giờ họ hát những cái bài mà chiêu của tao bao nhiêu là họ đem ra không có đâu. Mà ca đoàn nó bao giờ cũng tuyệt vời. Cái này là cái hé mở hôm nay nói chuyện nhỏ nhỏ cho nghe nhé, không có xỉa sói ai đâu nhé. Cái ca đoàn nó giỏi lắm. Chỗ tôi có hai ca đoàn, mà hai ca đoàn thì nổi tiếng. Ca đoàn giỏi nhất là ca đoàn hát toàn những bài tuyệt vời, nhưng không bao giờ từ đầu lễ đến cuối lễ hát những bài tuyệt vời. Và bộ lễ bao giờ cũng hát cái bộ mà người ta hát được.
Những cái bài tuyệt vời là chỉ hát vào những cái chỗ nào mà người ta nghe. Tí dụ như rước lễ xong người ta hát, cái lúc đó người ta lắng nghe, tung chiêu ra, nghe xong về nó ngấm, thấm lắm. Hay là cái lúc dâng của gì? Của lễ. Còn cái phần đầu bài với lại phần cuối bài, để những cái bài cá cho cộng đoàn ta hát. Còn có những ca đoàn cứ thấy mình là làm sao? Number one, không biết ngồi dưới đất, không biết điểm dừng, mà vào một cái là hát bộ lễ chẳng ai hát theo được. Đã vậy chứ toàn những bài không ai người ta biết từ đầu tới. Mình nghe xong tôi có cảm tưởng mình đang gọi là đi gặp gọi là một trận gọi là không gọi như nói theo cái khác là bị khủng bố. Về nhà bảo khủng bố hai tay. Nhức. Đến ngày tôi đi làm, tôi dâng lễ tôi về tôi bắt đầu tôi thấy nhức nó bừng bừng lên, nó động não. Ca đoàn nào hay thì người ta hay lắm, người ta bảo cái gì hay cho ăn từ từ, nó mới gì? Mình nhớ lâu. Đấy. Nhớ nhá ca đoàn, nhớ cái đấy. Cái này đưa chiêu thật, nói khéo rồi nói. Mà nói đây là nói dạy thật sự đấy nhá, chứ không phải nói chuyện đùa đâu nha. Tiên tri nói ra cái câu nào là nó y như là miệng ăn mắm ăn muối. Mà các ngươi không nghe ta, các ngươi không được gọi là phần cứu rỗi đâu. Còn cái ca đoàn nổi tiếng thứ hai ở chỗ tôi á, ca đoàn này là cái ca đoàn lạy Chúa tôi. Không có hát vào ngày Chúa Nhật, mà chỉ hát vào gọi là ngày gì? Ngày thường, mà lại không hát thường xuyên. Thế mà nổi tiếng mới chết chứ. Biết là ca đoàn gì không? Ca đoàn Tobia. Bởi vì ngày thường ai cũng đi làm hết, đâu ai hát được đâu. Cho nên đám táng là ca đoàn này đi hát. Đám táng không ai gọi đám ma nhé, phải sửa, đừng có đi gọi là đi đám ma nhé. Có lần đó có một sơ về, thưa cha con mới đi đám ma trà sứ về, hỏi lạy Chúa này trà sứ chết là ma à chị? Đám táng nhé, ai phải nói đám gì? Đám ma, nghe nó nhà quê quá, nghe không có đúng người Công giáo. Từ nay về sau ai mất đi lễ đám gì? Đám táng, hay là đám tang, chứ không ai gọi là đám gì? À, không được nói chữ ma, vừa nói xong lại nói chữ ma nữa rồi. Không được gọi là đám gì, đám vậy thôi nhá, nhớ như vậy. Cái ca đoàn này hay lắm, bởi vì họ nổi tiếng biết tại sao? Đức ái, lạy Chúa tôi, ca đoàn thì một người phải chở bốn người, bởi vì bốn người kia không ai biết lái. Thế mà ca đoàn đó lại là ca đoàn nổi gì? Nổi tiếng. Mà ca đoàn đó, nói xin lỗi anh chị em, quỹ của họ nhiều hơn ca đoàn của ngày Chủ nhật. À, bởi vì họ đến vui với kẻ vui và khóc với những ai khổ gì? Khổ sầu. Cho nên được ơn chia sẻ rộng rãi lắm. Ca đoàn ngày Chủ nhật được 2.000 hay là lễ đám cưới 2.000, họ được 4.000. Ôi dồi ôi, khiếp khủng vậy đấy. Đấy, mình thử ra nói cho mà biết, ta phán cho ngươi nghe. Được chưa? Ok, cả đoàn hát những cái bài hát là tốt. Rồi, câu hỏi.
bao trùm của chúng ta là cái gì? Cộng đoàn hy vọng. Mà một cộng đoàn hy vọng thì có mấy yếu tố? Yếu tố thứ nhất, cộng đoàn vâng nghe. Yếu tố thứ hai, và hôm nay là thứ ba, là cộng đoàn thánh thể và cầu nguyện. Đấy, thì cái câu nãy đó, công vụ tông đồ chương 2 câu 42 là có bốn cái đó. Cho nên chúng ta dựa vào cái lời Chúa đó để chúng ta thấy đây là cái mẫu của cộng đoàn hy vọng. Mà cái cộng đoàn hy vọng này đầu tiên phát khởi là cái cộng đoàn Jerusalem. Đấy, cho nên chúng ta thấy có nguồn gốc Kinh Thánh và các anh chị em khởi đầu họ đã sống được điều này rồi. Mà ngày hôm nay chúng ta những người sống gọi là hầu phục sinh mà chúng ta không sống được cái điều này thì rõ ràng something wrong với chính mỗi chúng ta, với nhóm của chúng ta và với cộng đoàn của chúng ta, chứ không phải do Chúa đâu nhá. Chúng ta nói như vậy để chúng ta tự ý thức được là à, Chúa đã cho không chỉ là lời Chúa nói với chúng ta, nhưng mà đã có cộng đoàn Jerusalem tiên khởi, họ đã sống được cái điều mà Chúa nói với họ. Ngày hôm nay con cứ tưởng cứ đọc cái này con không dám nói, thấy cha Ân ngài đang còn với lại các cha dòng Đa Minh đó, đang còn xây cái cư xá gì bên đó đó. Giờ mà tất cả 2.000 gia đình của cái nhà thợ nhà giáo xứ gì đấy, Đức Mẹ La Vang này đó, mà bán hết của cải đưa lại làm của chung đó, thì cha Ân ngài xây bao nhiêu cái nhà đó mà hết được ấy. Chúng ta thấy không? Để cho chúng ta thấy được rằng là chúng ta chưa tới đâu. Chúng ta chưa tới đâu. Cho nên khi mà chúng ta chưa tới, chúng ta phải đặt lại vấn đề tại sao. Nhưng mà hôm nay đó, con sẽ đi vào một cái điểm khác nữa rất quan trọng như chúng ta nói đó. Một cái yếu tố mà chúng ta dám nói yếu tố thứ ba, thứ tư của cái cộng đoàn hy vọng đó là cộng đoàn thánh thể. Tại sao? Tại sao cái cộng đoàn hy vọng là cái cộng đoàn thánh, phải là cộng đoàn thánh thể? Bởi vì theo như giáo lý công giáo và công đồng Vatican II đó, giáo lý công giáo nói rất rõ trong cái điều 1324 nói như thế này nè. Thánh thể là nguồn cội và là chóp đỉnh của đời sống Kitô hữu. Thánh thể, tiếng Mỹ gọi là The Eucharist is the source and summit of Christian life. Source là cái nguồn, ở nơi đó chúng ta kín múc tất cả. Nếu chúng ta không kín múc từ thánh thể đó thì thực sự đời sống Kitô hữu của chúng ta đó, nó không có được cái gốc gác, nó không có được cái sức sống. Có thể chúng ta vẫn đi lễ, có thể chúng ta vẫn rước mình vào máu thánh Chúa, nhưng mà rồi nếu chúng ta không mở ra để và xác tín rằng thánh thể là nguồn sống của tôi, của cộng đoàn tôi và của giáo hội tôi, thì chắc chắn thưa với cộng đoàn, chúng ta sẽ còn nhiều điều để mà làm. Mà không chỉ là nguồn, đấy, không chỉ là nguồn mà là chóp đỉnh. Chúng ta thấy hai cái từ này rất là quan trọng. Là nguồn là nơi đó tất cả chúng ta có thể kín múc cái gọi là cái nguồn sống cho mình. Nhưng mà là chóp đỉnh, có nghĩa là cái pyramid, cái điểm tới của tất cả chúng ta. Cho nên thánh thể là điểm phát xuất và cũng là cái điểm đến của chúng ta. Khi nói đến đây con nghĩ đến cái điều mà Đức Giê-xu ngài ở trong không phải là Đức Giê-xu mà trong sách Revelation, sách Khải Huyền, nói Chúa Giê-xu nói là ta là Alpha và Omega, là nguyên thủy và là cùng đích. Thấy không? Nhưng mà chúng ta thử đi lại một cái tí. Tại sao cái này là nguồn? Tại sao bí tích thánh thể là nguồn và chóp đỉnh? Có ai nối được mấy ngày hôm nay chúng ta nói với nhau? Tại sao bí tích thánh thể là nguồn và chóp đỉnh của đời sống Kitô hữu? Mới nói hôm qua thôi, chúng ta sáng trí một tí, chúng ta nối một cái, nó ra liền. Cái gì quan trọng nhất trong đời sống của chúng ta? Tình yêu. Mà bí tích thánh thể được gọi là bí tích. Xí, giỏi ra rồi đấy. Chúng ta thấy không?
Mà Thiên Chúa được định nghĩa là tình yêu, mà nguồn cội của chúng ta được hiện hữu trên cuộc đời này, chúng ta được là con cái của Thiên Chúa đó, là nó phát xuất từ tình yêu của Thiên Chúa. Và cái chóp đỉnh là bởi vì chúng ta, mọi việc chúng ta làm, chúng ta cũng phải quy hướng về tình yêu Chúa và yêu anh chị em mình. Cho nên cái bí tích thánh thể là cái nơi mà chúng ta đến, như hôm trước con có nói một chút xíu đó, là cái của ăn linh thiêng cho chúng ta. Eucharist, Eucharist. Cho nên khi mà chúng ta đến với thánh lễ đó, chúng ta hôm trước nói với nhau rồi, thánh lễ có hai phần. Phần thứ nhất là bí tích, là phụng vụ lời Chúa và phụng vụ thánh thể. Cả hai cái này là thức ăn nuôi sống linh hồn chúng ta. Thế mà trong chúng ta mỗi ngày ăn mấy bữa? Mấy ngày này ở nhà cô Tuyết, cô cứ dục ăn riết, nói ăn kiểu này thì em chỉ có lăn thôi chứ còn đâu có buông bước đi nổi nữa. Người nó đã lùn rồi mà cứ ăn như thế này thì sao mà đi? Chúng ta mỗi ngày mà không ăn một bữa rồi cà phê, rồi chip, rồi đủ thứ chuyện, chúng ta ăn suốt ngày, suốt... Thì không ăn một bữa coi. Sáng nay có gặp một nhóm 10, 11 người gì đó nói chuyện, đang còn xui các bà ăn gạo lứt môi mè. Vị thuốc tuyệt vời, không có giờ để nói gạo lứt môi mè, nhưng đang nói cái chuyện này. Cái chuyện là mỗi ngày chúng ta cứ thử nhịn đói một bữa, hai bữa xem sao. Chúng ta biết liền, cơ thể của chúng ta nó cồn cào, cái bao tử của chúng ta nó sôi sùng sục lên, phải không? Thế mà có những người cả tuần, có những người mấy tuần, có những người mấy năm không rước cái nguồn cội của sức sống tâm hồn mình mà chẳng bao giờ thấy đói. Thấy chưa? Là bởi vì con rất tiếc, chẳng hạn như cái giáo xứ của chúng ta này, cha ân bắt đầu thì ngài cũng hơi ngại ngùng khi ngài thấy ít người đến, ngài thấy. Đối với con thì dĩ nhiên khi mà có người đông thì nó hứng khởi hơn và mình hy vọng cái số người đến đông thì ví dụ như mình lấy cái percentage 300 người mà được cỡ 3 người thì nó còn hơn là 100 người mà được 1 người, đúng không? Nhưng mà đối với con, có một vị thánh họ nói rằng nếu như Chúa phải xuống thế để mà cứu độ một linh hồn không, Chúa cũng xuống. Thì nếu như con về cái giáo xứ Đức Mẹ La Vang này mà chỉ một người sống hạnh phúc hơn, bình an hơn và cuộc đời họ có ý nghĩa hơn thì như vậy đã đủ cho con rồi. Con xin thú thật như vậy, và Chúa đã cho con những cái cơ hội như vậy để con kể cho một cái câu chuyện thế này. Cách đây 3-4 năm gì đó, con về Colorado để con giảng. Cái miền đó nó lạnh lắm, lạnh kinh khủng. Thì con giảng xong 3 ngày cũng như vậy đây. Nhưng mà ở họ giảng cuối tuần. Chiều chủ nhật, con đồng tế với cha xứ xong, con giảng cái kết thúc. Con đi xuống dưới cái cửa nhà thờ thì có cụ già đón ngay con, nói thưa cha, con muốn gặp cha. Nói ông muốn gặp có chuyện chi không? Nói con muốn xưng tội. Nói nếu mà xưng tội thì để tôi vô tôi thay cái áo đi đã. Vô bỏ cái áo vestment ở trong nhà, mặc áo xong quay trở lại. Thì ông cụ già với con đi vô trong tòa giải tội. Thì khi ông ngồi xuống liền, ông làm dấu xong đó, ông nói như thế này: những điều con chuẩn bị nói với cha đây, con đã giữ trong lòng mình 65 năm nay. Năm nay con 86 tuổi. Có nghĩa là cái chuyện này xảy ra khi ông mới 21 tuổi. Đúng không? 86 tuổi. Con đi đó con nghĩ không biết ông này có giết người cướp của gì giữ phá nhà băng của người ta không? Không? Mình cũng nghĩ chắc là những cái tội lỗi nó dữ dằn lắm. Nhưng mà thực chất thì không. Nhưng bởi vì cái tâm hồn người ta quá nhạy cảm, nhưng mà không có giải quyết được. Thì ông nói với con như thế này này: cha biết từ hồi đó đến bây giờ, nhất là càng lớn, con cứ cầu xin Chúa. Từ khi con muốn được thanh thản tâm hồn, nó lạy Chúa, Chúa gửi cho con một vị linh mục mà làm sao con nói được tất cả cái tâm hồn mình cho Ngài nghe, để rồi con có thể thanh thản cái cuộc đời. Mà cha biết không, con cầu nguyện 65 năm nay, khi mà cha bước vô nhà thờ, cha giảng lần thứ nhất là con không rước lễ nữa. Cha giảng bài thứ hai là con biết lời cầu nguyện của con đã được Chúa nhậm lời rồi. Con là cái gì thưa với cộng đoàn? Nhưng mà đôi khi, khi mà con nghe nói cái đó con rợn tóc gáy, là bởi vì mình đâu có làm gì được cho ai. Mình chỉ là một cái điều Chúa gửi mình về để rồi mình giúp cho các linh hồn họ bình an hơn một tí, họ hạnh phúc hơn một tí, họ thấy cái giá trị của cuộc đời họ hơn một tí. Và trên hết và trước hết là họ tin tưởng tuyệt đối vào Chúa và họ yêu mến Chúa. Thì ông xưng tội xong ngắn ngủi thôi. Khi mà con ban phép lành cho ông xong, con nhìn lên cái cặp mắt của cụ già. Con nói, con nhìn thấy là
Quý vị cứ tưởng tượng là cái khối đá 65 năm nó nằm trên trong tâm hồn của ông đó, nó trút bỏ. Nhìn cái nụ cười trên khuôn mặt của cụ già và cái ánh mắt thanh thoát đó, đó. Con nói với Chúa như thế này này, lạy Chúa, ở ngoài nhà thờ có 300-400 người, ngoài đó Chúa muốn làm cái gì với họ thì Chúa làm. Chỉ cụ già này không là một phần thưởng quá lớn cho con rồi. Cho nên thưa với cộng đoàn, tối hôm nay con ước vọng nếu như chúng ta không có cái turning point, cái kiểu của cụ già đó, đó thì chúng ta phải học nơi ông. Lỡ chỗ này này, ông ở Colorado mà vào mùa này nè, nó lạnh kinh lắm. Chúng ta thấy không? Mà cụ già 86 tuổi vẫn dậy để đi ra lái xe đến để nghe cha giảng. Chúng ta cứ thử đặt lại vấn đề là cái năm đó ông không đến, không có nỗ lực ra khỏi giường để lái xe để đến để mà dự cái gọi là cái tuần tĩnh tâm của năm đó, thì ông đâu có nhận lãnh được cái ân huệ mà ông đã chờ đợi 65 năm. Nhưng đó là cái điều mà Chúa chờ đợi một chút nơi chúng ta. Chúng ta đôi khi đi đến với Chúa đó, nó rất là nhạt nhẽo, bạc bẽo, là bởi vì chúng ta chưa nếm được cái tình thương đó. Con lại có một cái câu chuyện khác khi đó mới chịu chức linh mục ở Pennsylvania. Cái nhà dòng con học là nhà dòng Mỹ. Con cũng nói một tí đó là khi mà con học xong, bởi vì nhà dòng họ cho con toàn phần học bổng. Học xong rồi chịu chức xong thì con muốn thứ nhất, hồi đó tiếng Anh không hay giỏi là một, thứ hai nhưng mà muốn nói với cái cộng đoàn đó rằng là con biết ơn họ hết lòng. Con chịu chức vào thứ bảy. Ngày thứ ba con lên con gặp cha bề trên phó, con nói thưa cha, bây giờ con chịu chức linh mục rồi. Con muốn trước hết là con cảm ơn cha Đức Viện Phụ và cả cộng đoàn này. Và để biểu lộ cái lòng biết ơn đó của con, nếu như con làm được bất kỳ cái gì cho cộng đoàn thì just ask me, just let me know. Con lên nói thứ ba là thứ bảy đó, bởi vì cái nhà dòng đó là ở Pennsylvania, rất nhiều những cái giáo phận chung quanh họ cần các linh mục, supply priest. Con là sinh viên, cho nên ngày thứ bảy đó ngài đẩy con đi liền. Con đi, lần đầu tiên con đi đến một cái nhà thờ, con phải lái xe 3 tiếng rưỡi, trời mưa như trút, có những đoạn là mình phải ngừng xe lại không đi. Con đi vô hôm đó, cái St. Mary PA, con không bao giờ quên những cái ngày đầu đời linh mục, nó có nhiều cái biến cố mà nó làm cho chính bản thân con phải suy nghĩ cho mình và cho anh chị em của mình. Thì hôm đó họ có cái picnic, thì buổi chiều picnic đó lại trời mưa, cho nên không ăn ở bên ngoài được mà lại phải ăn trong hội trường. Ông cha James Lowe là một người pastor ở đó, dẫn con đi ra, đang còn mấy cái cầm mấy cái dĩa để đi lấy thức ăn mà mấy bà như chúng ta đây nè, lấy cho cha miếng được này. Thì ông cha James ông đi đâu, ông cứ nói là đây là cha Anthony, ngài đến đây để làm lễ cuối tuần cho chúng ta, nhà dòng gửi tới. Con đi đến cô thứ nhất, cô thứ hai, đến cô thứ ba, thì cô nói với con, oh, are you saying mass this Saturday afternoon? Hôm đó là ăn buổi trưa, ngày thứ bảy, thì chiều hôm đó. Thì con mới nói, vâng, tôi sẽ làm lễ chiều nay. Cô nhìn con, cô nói với con câu này nè, make it short. Cha làm lễ ngắn thôi. Tôi bỏ 3 tiếng, con bỏ 3 tiếng đồng hồ lái xe dưới mưa, lần đầu tiên được gửi ra giáo xứ, gặp một người giáo dân, có lẽ nhìn cái ông cha này dễ bắt nạt. Con nghĩ đấy, con đặt cái dĩa xuống. Con nhìn cô ta, con bảo nói là, như vậy thì cô không biết tôi là ai rồi. Con chờ một lúc để có được phản ứng của cô này thế nào. Cô không biết phải nói gì, thì cô mới nói là... ngưng vậy, con nhìn. Rồi cô biết là con phản ứng là không có thuận cho cô rồi đó. Cô nói never mind. Con này I mind. Nói thẳng đó, tôi concern cái chuyện này. Cô nói never mind. Tôi nhìn cô ta nói này, tôi thường xuyên là tôi làm lễ ngắn, nhưng bởi vì cô bảo tôi làm lễ ngắn, chiều nay tôi sẽ làm dài hơn. Thưa với cộng đoàn, chúng ta nói là thánh lễ bí tích tình yêu, thánh lễ là nguồn cội và là chóp đỉnh của đời sống Kitô hữu, mà chúng ta đến với Chúa chúng ta tính giờ. Con không hù đâu, nếu mà chúng ta đến mà tính giờ với Chúa đó, là quý cộng đoàn phải chuẩn bị cái tinh thần này nè. Mai mốt là chúng ta đến cửa thiên đàng đó, là Chúa sẽ mở cái video ra, chỗ này được rồi, bắt đầu nhá, để ta xét nhà ngươi có thử có vô nổi hay không á. Là Chúa bắt đầu quay video. Chúa quay đúng cái thời điểm mà chúng ta bỏ trong cho Chúa một cái ngày chủ nhật, một tiếng đồng hồ, xong Chúa bảo cắt.
bắt đầu xét xử. Thì khi đó chúng ta nói, Chúa ơi, đời con còn dài mà biết bao. Này, cậu có nhớ không? Cậu tới nhà thờ la vang, cậu đếm giờ, đếm phút không? Cho nên ta chỉ lấy cái giờ nhà ngươi dành cho ta vào một ngày chủ nhật đó, ta đếm cả cuộc đời ngươi cho biết tay nhau. Chúng ta thử fairly speaking xem sao. Đấy, cho nên chúng ta thấy này, một cụ già 80 mấy tuổi thì chờ đợi cầu nguyện để được Chúa giải thoát mình. Còn một cái cô đó mà ironically, ngày hôm sau đó là cái ông cha James ông đưa con đi ra ngoài để thăm một vài chỗ, thì một trong những chỗ là đi ra để thăm có một cái golf course, thì nhìn thấy ngay cái mặt bà đó đang còn đội nắng để đi đánh golf suốt cả buổi chiều. Tức không ấy chứ. Vậy mà bảo thánh lễ là bí tích tình yêu, bảo thánh lễ là nguồn và là chóp đỉnh của đời sống của tôi. Nghe có được không? Không được chút nào hết trơn. Quý vị đừng có chỉ có cười nha. Về từ nay về sau đó, đi vô lễ là phải hết với Chúa đó, chứ không phải đâu. Mà cái bí tích tình yêu đó, hôm qua con đã nói một chút rồi. Chúng ta thấy cái tình yêu của Chúa này, chúng ta đang chuẩn bị để đón Chúa này. Chúa được gọi là đứng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng. Chúng ta sẽ nghe lặp đi lặp lại suốt bao nhiêu ngày trong cái mùa Giáng sinh này. Một trong những cái yếu tố của tình yêu là chúng ta muốn spend time with, right? Hãy quay trở lại thời chúng ta đang yêu đi. Đâu có muốn rời ảnh nữa đâu. Vừa gặp nhau cái đó là gọi trí chóe đấy. Em mà không nhìn thấy anh thì em sống hỏng ở nổi. Thấy không? Hay là anh không cưới được em thì anh sẽ tự tử. Khiếp lắm, nó yêu da diết, nó yêu tha thiết. Yêu vậy đó, 1-2 ngày, 1-2 tháng, 1-2 năm sau, nó nhìn mặt nhà ngươi, tao sống không nổi. Chúng ta đầy rẫy những cái kiểu mà hiểu sai về tình yêu. Cái tình yêu Thiên Chúa ở cùng Emmanuel, trong Matthew chương 1 câu 23 nói như vậy. Và rồi trong Gioan chương 1 câu 14 nói sao? Thiên Chúa đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Đây nè, chúng ta thấy bí tích tình yêu này. Thiên Chúa ở cùng, Thiên Chúa trở nên người phàm, mà không chỉ trở nên người phàm, mà trở nên của ăn, của uống để cư ngụ không chỉ giữa chúng ta, mà trong chúng ta, cho chúng ta. Vậy đó, cho nên chúng ta đang nói đến cái cộng đoàn hy vọng là cái cộng đoàn thánh thể, bởi vì cái cộng đoàn này nó được hiệp nhất, nó được trở nên giống Chúa trong chính cái đời sống của mình. Chúng ta phải quay trở lại với những cái điều này, bằng không đó thì chúng ta đi lễ mà chúng ta như kiểu mà đi shopping, hay là đi shopping thì muốn spend more time để kiếm được cái đồ mà chúng ta ưng ý. Còn đi đến với Chúa đó, chúng ta chẳng có cố gắng để chúng ta cảm nhận cái tình thương của Chúa thì hỏng. Tình yêu, cái điểm tình yêu thứ hai ở trong, trước hết là ở cùng, rồi cái tình yêu đến cùng. Trong Gioan chương 1, cái bài đọc mà chúng ta nghe vào cái ngày thứ 5 của tuần thánh, khi mà các cha sẽ rửa chân cho giáo dân, nhớ không? Chúa đã yêu các môn đệ và người đã yêu thương họ đến cùng. Nên trong bữa ăn ấy, người không quỳ xuống lấy chậu rửa chân cho các môn đệ, diễn tả cái sự phục vụ tình yêu. Tình yêu đến cùng, không có nửa vời. Thực sự trong chúng ta thấy yêu nửa vời, đúng không? Chúng ta yêu khơi khơi vậy thôi, không có hết lòng. Không có hết lòng cho chồng, không hết lòng cho vợ, không hết lòng cho con. Nhất là trong cái xã hội của chúng ta, thưa với cộng đoàn, cái tình yêu mà gọi là nó yêu cái cá vị của mình nó quá cao đi. Đấy, nó chỉ có biết mình thôi. Cho nên nó chỉ có, mà cái người thực sự, cái bản chất của tình yêu á, một trong những cái bản chất của tình yêu là trao ban, chúng ta sẽ thấy. Tình yêu mà nghĩ người mà chỉ yêu ích kỷ đó, thực sự cái người đó bất hạnh mãi mãi. Trong cái nghịch lý của tình yêu đó, chúng ta càng hy sinh, chúng ta càng trao ban đó, cái tình yêu của chúng ta càng lớn và chúng ta càng được yêu. Bởi vì cái mục đích như mẹ Teresa nói đó, chúng ta sinh ra là để yêu và để được yêu, chứ không phải để làm gì khác. Rồi trong Matthew chương 28 câu 20 đó, chúng ta thấy tin mừng của Matthew là tuyệt vời. Bởi vì Matthew là viết cho những người Do Thái. Ngài khởi sự cái tin mừng của Ngài nói là Thiên Chúa là đứng Emmanuel.
là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Cuối tin mừng của Ngài, Ngài nói là Chúa Giêsu nói, Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Tại sao? Chúng ta yêu Chúa, Chúa yêu chúng ta muốn Chúa cho chúng ta một cái mạng. Nói ok, Chúa giờ con có xe Lexus, xe Toyota rồi. Chúa cho con cái map là con cứ vậy con lái đi về thiên đàng đơn giản nhất. Còn Chúa trong tình yêu không có chuyện đó. Trong tình yêu là phải cùng nhau, đúng không? Nên hôm qua cha Ngài có nhắc đến cái chuyện mà cùng chung một account hay là nên hai account đấy. Các anh chị cũng nên để ý cái đó. Cái đó là cái dấu hiệu. Nhưng mà chúng ta thử lục lại trong Kinh Thánh cái tình yêu ở cùng của Chúa này. Tổ phụ Abraham khi Chúa gọi ông để mà ông đi bỏ nhà cha ngươi ha? Chúa nói trong sáng thế đó, hãy bỏ nhà cha ngươi và đi đến nơi ta sẽ chỉ cho. Như vậy là ngầm ý là Chúa cùng đi với ông thì Chúa mới chỉ được chứ bộ, đúng không? Chúa không cho một cái map, ta sẽ chỉ cho, có nghĩa là ta sẽ đi với ngươi, đồng hành với ngươi, nơi nào ta đi thì ngươi đi, nơi nào ta ở thì ngươi ở. Nhưng mà cái này là một cái challenge rất là lớn cho chúng ta, liên quan đến cái bank account, liên quan đến cái bảo đảm ở cuộc đời này đó. Chúng ta muốn make sure là chúng ta có cái chỗ này, chúng ta có cái nhà này, chúng ta tất cả. Chúng ta muốn stabilize everything. Và khi mà cái đó không có lỗi, nhưng mà nếu như sau khi chúng ta xây nhà, chúng ta kể cả các nhà dòng cũng vậy, rồi chúng ta có cụm lại và chúng ta chỉ lo cho mình, thì chúng ta đang đi sai đường. Đấy, rồi đó là Abraham đến hai lần chứ không phải một đâu. Lần thứ hai mà khi Chúa bảo á, là hiến tế Isaac, có nhớ không các sơ? Nói là đưa cái đứa con duy nhất của ngươi, đứa con mà ngươi yêu thương hết lòng, đứa con mà ta đã hứa cho ngươi đó đó, lên núi để dâng cho ta, lên cái núi mà ta sẽ chỉ cho. Đâu có bảo nói ra Houston, không bảo. Không bảo nói ở Sài Gòn, không. Không bảo ở sa mạc Saint Joseph, nhưng bảo đi. Đó là ông Abraham. Ông Môsê cũng để xem thành. Khi mà Chúa gọi Môsê để đi, để mà cứu dân ra khỏi Ai Cập, thì Môsê bắt đầu argue với Chúa. Nên lạy Chúa, như vậy thì con làm sao mà được, con là cái thân phận yếu hèn, làm sao Pharao mà nghe con, ông lại giết con nữa đấy. Chúa nói câu rất rõ, không lo gì cả, ta sẽ ở với người. Tình yêu ở cùng, rồi đến chúng ta nhảy một cái đi đến Chúa Giêsu, chúng ta vừa nói đó, Emmanuel, ngôi lời đã trở thành người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Còn chúng ta thì chúng ta muốn ở xa xa Chúa thôi, ở gần mặt trời quá nó nóng, chịu không nổi, đạo đức thánh thiền quá chịu không nổi, chúng ta khơi khơi thôi, ở ngoài cửa thiên đàng cũng được. Đấy, cho nên chúng ta phải quay lại, đây là chúng ta đang nói cái bí tích thánh thể. Cho nên khi mà chúng ta đến với Chúa, cái đó, rồi, khi mà nói đến cái tình yêu đến cùng đó, thì con muốn nêu lên ông một người, một vị thánh trong dòng của con rất giỏi giang là ông Thánh Bernardo. Thì Ngài nói, chúng ta đang nói đến bí tích tình yêu. Ngài nó có, hôm qua con có nói đến trong cái văn hóa của Hy Lạp, người ta có ba cái cấp độ của tình yêu đúng không? Là Eros, Philia and Agape. Thì hôm nay con nói đến bốn cái cấp độ mà ông Thánh Bernardo Ngài nói trong tình yêu là như thế này. Ngài nói là cấp độ thứ nhất đó, là yêu mình vì mình. Chúng ta suy nghĩ có đúng không? Ai trong chúng ta cũng yêu mình hết đó. Mới đau đầu cái là kêu Tylenol liền. Cha anh mấy ngày này uống hết 8 viên Tylenol của cô Tuyết rồi. Đau đầu, cảm. Ai cũng thương mình hết đó. Đói một cái là kiếm đi ăn liền. Không có ghét mình bao giờ cả. Là chúng ta yêu đó, chúng ta yêu cái bản thân mình vì cái bản thân mình thôi, chứ không chưa yêu ai hết đó. Cái thứ hai, cái bước thứ hai đó là yêu Chúa vì mình. Cái này là tuyệt đại đa số chúng ta ngồi ở đây nè. Là bởi vì Chúa ban cho chúng ta tất cả. Lạy Chúa tôi ơi, ở Việt Nam giờ người ta đang khổ. Biết bao nhiêu triệu người chết trên biển mà con đi sang đến đất Hoa Kỳ, nơi mà người ta gọi là thiên đàng tại thế. À, con đến đây, Chúa cho con cái con, gia đình con, giáo xứ con, một cái giáo xứ đa minh ở giữa cái Houston lớn nhất như thế này.
Tất cả những cái ân huệ đó chúng ta bắt đầu đếm, rồi chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta yêu Chúa. Nhưng khi đó tất cả cũng chỉ vì chúng ta mà thôi, đúng không? Bởi vì Chúa ban cho chúng ta tất cả. Ngày hôm qua con đọc cho quý vị cái câu của cái câu chuyện của cái lời cầu của cái cô Veronique đó, thì nó hoàn toàn khác. Cái cô Veronique hôm qua đó là không còn yêu Chúa vì mình nữa, là cái điểm thứ ba mà Thánh Benedicto ngài nói là yêu Chúa vì Chúa. Đơn giản vậy thôi. Tôi khỏe mạnh, tôi già, tôi trẻ, tôi giàu sang, tôi nghèo hèn, tôi giỏi giang hay tôi ngu muội, thì tôi vẫn cảm nhận tôi được lành lại, hay là như Veronique, ngón tay là một bó củi khô, mắt không còn, tóc không còn, không có cái gì nữa cả. Một cái người phụ nữ, con gái tuổi thanh xuân bị cùi hủi toàn bộ mà vẫn tạ ơn Chúa, bởi vì con được sống trong tình yêu và sống cho tình yêu. Đó mới là tình yêu. Yêu Chúa vì Chúa, bởi vì Chúa là tình yêu, Chúa đáng yêu và Chúa là đứng deserve every piece of our love. Very simple. It doesn't matter what happened to me, what happened to my family. I keep loving God. That's it. Because He is love. He deserves my love. Cái này nó mới khó này, thưa với quý vị. Cái này mới khó này. Bởi vì chúng ta cứ thử coi. Chúng ta mất cái nhà, chúng ta sập cái tiệm, chúng ta bị một cái cơn bệnh nan y. Chúng ta tự nhiên đang đẹp đẽ vậy đó, nó tự nhiên bại một cái, rồi chúng ta bị tai nạn một cái, mặt không còn là mặt của mình nữa. Phải rebuild lại tất cả những cái đó. Tự nhiên chúng ta đang làm ăn, đang còn lên như diều, gặp gió, rồi còn nói tại sao Chúa lại làm như vậy? Nếu như vậy con làm gì có tiền để cho cha ân? Thế rồi chúng ta lý luận về đủ điều, nhưng mà cuối cùng cũng quay trở lại tôi thôi. Thấy không? Cho nên yêu Chúa vì Chúa. Cái bí tích tình yêu, bởi vì Chúa yêu chúng ta đến cái độ mà Chúa gọi là ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Chúa im lặng ngồi trong đó, chúng ta tội, Chúa cũng không nói. Chúng ta thánh thiện, Chúa cũng chẳng có nói chi. Chúa chấp nhận tất cả mọi người, cửa nhà Chúa luôn luôn rộng mở. Not until, như hôm qua con nói cái ví dụ của trong cái gọi là cái dụ ngôn cỏ lùng đấy. Cho nên tại sao chúng ta thấy có những người mà sống ngơ, gọi là sống trác táng, rồi những người mà chẳng có đạo đức thánh thiện gì, phá nhà, phá cửa người ta, ăn trộm, ăn cắp của người ta, mà hắn cũng sống phơi phơi. Là bởi vì Chúa đang cho nó second chance. Nhưng mà đến cái ngày chết rồi đó, con nói là quý vị phải nhớ cái chuyện này này. Chúng ta phải từ từ, chúng ta phải payback. Con suy nghĩ về cái system, cái kinh tế, cái hệ thống mà gọi là mua bán ở Mỹ này rất là hay, mà con áp dụng cho cái đời sống của con ở chỗ đó đó. Chúng ta ở đây mua cái gì chúng ta cũng mua trả góp hết trơn, phải không? Mua nhà trả góp mấy chục năm này, mua xe cũng trả góp này. Chúng ta cũng liệu mà trả góp cho Chúa đi. Bằng không á, quý vị cứ thử tự như thế này. Giờ mình ở Texas thì mình mua một cái nhà 400 ngàn, mỗi tháng mình phải trả bao nhiêu trăm đó. Rồi chúng ta không có trả. Cứ để cho nó đến khi nào đó. Hoặc là nó kéo nhà chúng ta. Hoặc là đến khi chúng ta phải pay one check. Cứ nghĩ cái cuộc đời của mình chẳng có return được cái gì cho Chúa mà thực sự. Xin lỗi quý vị là Chúa không cần chúng ta return. Mà Chúa nói với chúng ta, nếu mà con muốn return anything to me, đưa lại cái gì cho ta đi, thì đưa cho người nghèo bên cạnh người ấy, chứ không phải cho Chúa. Dám không? Thiên Chúa là tình yêu. Yêu Chúa vì Chúa, chứ không phải yêu Chúa bởi vì tôi được giỏi giang, tôi được mạnh khỏe, tôi được giàu sang. Rồi cái điểm cuối cùng mà ông Thánh Benedicto nói thì càng hay ngộ nữa. Là yêu mình vì Chúa. Khi đó nếu mà chúng ta, cha tổ phụ của chúng con, cái ngài giải thích cái này đó, là nếu mà ăn á, thì ăn cho cái xác con trâu này nó khỏe mạnh, để nó cày trong cái cánh đồng của Chúa. Khi đó chúng ta take care mình, chúng ta biết lo lắng cho mình, không phải để mình, cái mình này nó hưởng, mà để chúng ta có sức vóc, để chúng ta có trí khôn, để chúng ta có đầy đủ những cái tốt nhất trong cái form của mình, để chúng ta làm việc trong cái vườn nho của Chúa. Thấy không? Yêu mình vì mình, yêu Chúa vì mình, yêu Chúa vì Chúa, cuối cùng yêu mình vì Chúa.
Do khi mà chúng ta mà làm được điều này thì chúng ta mới cái điều mà trong giáo lý Công giáo và Công đồng Vatican II nói với chúng ta đó là bí tích thánh thể là nguồn và là chóp đỉnh của đời sống Kitô hữu của chúng ta. Bằng không thì chưa, dứt khoát là chưa, chúng ta phải hiểu chuyện đó. Đấy, rồi một cái điểm nữa đó là cái tình yêu của Thiên Chúa là tình yêu trao ban, cho đi. Chúa trao ban, chính Chúa trao ban tất cả cho chúng ta. Hôm qua chúng ta nói rồi, một chúng ta chỉ cái hệ thống con người chúng ta có đến 100 tỷ cái sợi thần kinh, mà chỉ một sợi trục trặc thôi chúng ta chết ngáp, chúng ta ngọng, chúng ta điếc, chúng ta đủ thứ chuyện cả. Vậy mà chúng ta cứ tưởng là mình ngon, chúng ta cứ tưởng là mình ngon. Đấy, tình yêu trao ban. Rồi cái điểm mà chúng ta không có nhiều để cái đi vào cái tình yêu, mà tình yêu trong bí tích thánh thể là cái tình yêu nên một. Cái điểm này thì Thánh Thomas Aquino ngài nói rất là hay. Ngài nói là khi chúng ta mà ăn cái của ăn á, thì của ăn nó trở thành máu, trở thành thịt để nuôi sống chúng ta. Nhưng khi chúng ta rước Chúa đó, thì chúng ta không phải Chúa trở thành chúng ta, mà chúng ta trở nên Chúa hơn mỗi ngày. Quý vị có thấy mình trở nên Chúa hơn không? Bao nhiêu năm sống đạo rồi, chúng ta có yêu mình cho nó đúng không? Chúng ta có yêu vợ, yêu chồng, yêu anh chị em cho nó đúng không? Cái tình yêu mà sai là quý vị biết rồi đó. Khi mà chúng ta nói yêu, quý vị mà thương con sai thì nó nên hay nó hư? Nên là hư. Nói cho nó to nào. Khi mà chúng ta thương con của chúng ta sai đó, thì nó nên hay nó hư? Hư là cái chắc. Cho nên đôi khi Chúa cũng phải wake us up. Bởi vì chúng ta đang đi sai đường. Nếu mà chúng ta không có chịu vâng nghe, cái cộng đoàn của chúng ta mà không chịu vâng nghe, không chịu hiệp thông, thì đôi khi Chúa phải ném cho một cái quả lựu đạn vào đó. Nó nổ tung một cái này. Ừ, wake you up. Không phải là để punish chúng ta, nhưng mà để cho chúng ta tỉnh lại đi chúng con ạ. Đừng có chạy theo cái kiểu này nữa. Đấy, cho nên khi mà chúng ta mà đến với Chúa để cho Chúa nuôi sống cái tâm hồn của chúng ta đó, thì thực sự thưa với cộng đoàn, chúng ta không mất gì hết trơn, mà chúng ta chỉ được sống bình an, được sống yêu thương và mọi người yêu thương chúng ta. Cho nên khi đó chúng ta có một cái bảo đảm. Một cái bảo đảm mà không phải là bảo đảm ở nơi credit card, không phải bảo đảm ở bank account, không phải bảo đảm chúng ta có bao nhiêu nhà, một cái bảo đảm up there. Con mới đây con đi giảng ở đâu đó phải mướn một cái xe để mà lái. Mướn xe xong thì cái cô kia, cô nói anh có muốn gọi là mua cái insurance không? Mà trước hết là tao có insurance của xe bên nhà rồi, thì có lẽ nó cũng cover. Nhưng mà như this is everything, if something happens you should walk away. Nó, con nhìn cô ta con nói thank you, nhưng mà tôi không cần, bởi vì tôi có cái insurance up there. Cô ta này that's really good. Đấy, cho nên đôi khi những cái chuyện nó đơn giản như vậy thôi. Nếu chúng ta tinh tế, chúng ta nhạy cảm, mà chúng ta biết chúng ta sống trong tình yêu và cái sự bảo toàn của Chúa đó. Nói như vậy không có nghĩa là quý vị giờ về đừng có mua insurance. Không phải vậy nhá. Các cha thì không có insurance. Các cha là liều rồi, bởi vì mạng cùi này mà cái gì? Chết thì bỏ thế làm gì? Quý vị còn có con, có cái phải lo. Không biết các sơ có insurance không? Vậy là các sơ có giá hơn tôi nhiều. Hàng độc như vậy mà không insurance gì. Chết cái có phải uổng không ta? Chết cái là được eternal rest in peace, in God. Đấy, một cái tình yêu nữa, cái tình yêu chúng ta đang nói đến là cái tình yêu nên một. Tình yêu nên một là của ăn. Chúng ta có nhớ khi mà cái người phụ nữ mà ở trên bờ giếng Gia-cóp mà các tông đồ đi vào trong làng để mua thức ăn quay trở về, thì Chúa đang đứng nói chuyện với cái người mà Samaritano đó, thì mới hỏi đây là cái này của ăn cái gì đó. Rồi Chúa mới nói là của ăn của thầy chính là ý của Chúa Cha. Vậy đó, mà chúng ta thì cứ giữ ý mình thôi. Ý của chúng ta nó nặng kinh khủng lắm. Chúng ta là không có chịu nghe ai hết trơn. Rồi những cái người, rồi trong cái thánh lễ có một cái điều nữa để cho chúng ta biết là chúng ta tình yêu là cái tình yêu nên một đó. Cái communion, tiếng Việt của chúng ta gọi là rước lễ đấy. Cái rước lễ nó không có lột tả được cái chữ communio này đâu. Cái communio là chúng ta kết hợp, chúng ta trở nên Chúa.
Chúng ta rước Chúa vào lòng, Chúa trở nên chúng ta của ăn, của uống, và chúng ta trở nên Chúa. Cho nên chúng ta, chính vì khi mà chúng ta nhận ra cái nguồn cội đó đó, cho nên từ này về sau đó có những người, con đi giảng chỗ nọ chỗ kia, có những người rất đạo đức thánh thiện, họ mỗi ngày buộc phải đi lễ, không đi lễ họ cứ thấy thiếu cái gì đó, đôi khi không giải thích được, cứ cảm thấy thiếu. Còn chúng ta cả năm không đi cũng chẳng thấy thiếu gì hết trơn, chỉ thiếu tiền là biết thôi, thiếu cơm biết thôi, thiếu Chúa không biết. Cho nên những cái dịp như thế này này, thưa với cộng đoàn, đôi khi con thấy nó uổng hết sức. Thực sự là cũng cha Ân đã búc con rất là sớm, và thì dĩ nhiên con về đây là vì cha Ân mời, mà con tin tưởng là Chúa một cách nào đó Ngài đã an bài cho anh em chúng con gặp nhau để rồi con có thể về đây để mà một chút nào đó. Nhưng mà mình thấy tiếc là ở chỗ này nè, tiếc ở chỗ là khi mà những cái vị hữu trách cố gắng hết lòng, con nói như vậy để cho quý ông bà anh chị em hiểu này, như quý ông bà anh chị em là người cha người mẹ trong gia đình vậy đó, mình tìm mọi cách tốt nhất để cho con cái mình nó được hưởng nhờ những cái ân huệ, những cái tình yêu, những cái bầu khí gia đình, tất cả những cái đó chẳng đứa nào nó tới hết tròn. Chúng ta thấy đau không? Thật mà, chúng ta nghĩ coi, chúng ta đặt mình vào trong đó, rồi chứ chúng ta đặt mình vào Chúa. Chúng ta nói là bí tích thánh thể là chóp đỉnh, là bí tích tình yêu, mà xem chừng ta đây đi tìm tình yêu khác mà nó không tìm tình yêu Chúa. Đi lễ đến nhà thờ đó thì nó cho nhanh cho nó xong để mà ra. Nó phải đi lễ. Bao lâu mà chúng ta đang nói là phải đi lễ chủ nhật đó, thì bấy lâu chúng ta đang phải yêu. Nhớ dùm nhé. Phải yêu thì đến đời nào chúng ta mới yêu nổi. Thấy không? Khi chúng ta thật, con nói chuyện là con đã đi nhiều, giảng nhiều, mà đôi khi con thấy tiếc, vô cùng là tiếc. Mình dọn những cái bữa ăn quá ư là ngon lành, cao lương mỹ vị, mà cao lương mỹ vị này không phải là để nuôi sống cái thân xác, mà nuôi sống ít nhất về vấn đề tâm linh, rồi cái ý nghĩa của cuộc đời. Đấy, con không disappoint theo cái nghĩa là bởi vì người ta ít đi rồi, bởi vì con đã nói rồi, nếu như trong này chỉ một người thôi đó mà sống hạnh phúc hơn, yêu Chúa hơn, yêu giáo hội hơn, thì đó đã là quá đủ cho con rồi. Nhưng mà con lại tiếc cho tất cả quý vị còn lại. Đúng không? Tiếc lắm. Tiếc lắm chứ bộ. Tại sao? Tại sao chúng ta lại không thể nếm được cái đó? Tại sao chúng ta lại không được bỏ được mấy tiếng đồng hồ vào mấy ngày của trong tuần của chúng ta? Trong khi đó mỗi ngày chúng ta có 24 tiếng, một tuần có 7 ngày, một năm có 52 tuần. Chúng ta cứ đếm đi. Đừng có tính toán dữ quá với Chúa. Mai mốt con sẽ đứng ngay bên Chúa, con chỉ mặt. Liệu mà lên thiên đàng trước đi, hoặc là sống cho nó đạo đức thánh thiện. Con ấy, cái ông này đây chú này, hôm đó con giảng thấy cũng gật đầu dữ lắm đây, nhưng mà không phải vậy đi. Để nó xuống Lucerne Valley đốt cho nó thêm mấy chục năm nữa đi. Cho nó biết là nó coi của đời này hơn cái sự sống đời sau, coi cái tình yêu của nhân loại hơn là tình yêu của Chúa. Cho nên đấy, chúng ta ngừng lại đây một tí để cho cộng đoàn có một cái break. Hả? Chúng ta có 15 phút đi, hả? Cha Ân, hả? Rồi quay trở lại thì con sẽ kết thúc ba cái ngày hôm nay. Chúng ta cho cha một tràng pháo tay thật lớn. Một lần nữa, xin cảm ơn cộng đoàn. Thế nào? Vừa nãy chúng ta con đã nói với quý vị về cái gọi là cái bí tích tình yêu. Cái bản chất của tình yêu là được ở cùng, là tình yêu phải yêu đến cùng. Rồi cái tình yêu là phải trao ban, và tình yêu là nên một. Đó là một cái điều mà rất là... Và con đã nói đến cái tình yêu của Thiên Chúa, nó không có lệ thuộc vào cái condition của chúng ta. Cái quan trọng là chúng ta mở cho Chúa thôi. Chúng ta không bất kể là chúng ta đang ở trong cái tình trạng nào của tâm hồn, trong cái tuổi tác nào của cuộc đời chúng ta hết trơn. Nhưng mà chúng ta cần phải mở cho Chúa. Chúa chỉ chờ chúng ta có bấy nhiêu thôi. Chúa chỉ chờ chúng ta bấy nhiêu thôi. Cho nên trước khi mà bước vào cái phần thứ hai là cầu nguyện á, thì con muốn đọc cái câu chuyện này là phỏng vấn Thượng Đế. Để quý vị nghe thấy cái câu chuyện này cũng hay hay. Thì có một lần có một người nằm mơ thấy được phỏng vấn Chúa. Này, anh ta phỏng vấn Chúa. Rồi là ngài nói, ông này nói thế này:
Nói Chúa ơi, Chúa có thời gian không cho con phỏng vấn Chúa một tí? Hỏi Chúa vậy. Chúa mỉm cười, Chúa bảo nấy, thời gian của ta là vĩnh cửu. Đâu có gì đâu mà phải ngợi. Con muốn hỏi điều gì? Thì anh ta hỏi như này, điều gì ở con người khiến Ngài ngạc nhiên nhất? Anh câu hỏi cũng rất là hay. Ha. Thì Chúa trả lời là, con người nhàm chán tuổi thơ, vội vàng lớn lên, rồi lại mơ ước được trở lại làm trẻ nhỏ. Có không? Có chắc rồi. Chúng ta lên thấy rối ren cuộc đời quá. Cha Ân hồi xưa mà chưa làm cha xứ rồi thì ít phải lo. Cái gì ông cha vượng ông ráng chịu lấy. Vui cũng được mà buồn cũng xong. Rồi bảo đâu thì đánh đó. Bây giờ lên cũ rồi là gãi đầu tôi ngay. Con làm bề trên nhà dòng mười mấy năm nay là con biết chuyện này rồi. Cho nên đôi khi chúng ta cứ nghĩ rằng ồ, làm bề trên thì nó sướng, làm cha làm mẹ. Giờ đến khi chúng ta làm cha làm mẹ lại ngon. Ngon không? Hồi xưa là xin phép má để đi chỗ nọ chỗ kia, má không cho là nổi cáu lên. Bây giờ con mình xin đâu có cho đâu nào. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta thấy cho nó đi chỗ đó nó không có đúng, nó không có tốt cho nó. Cho dù là đứa con của mình không ưa. Đấy, Chúa nói là nó nhàm chán tuổi thơ, nó vội vàng lớn lên, rồi lại mơ được trở về làm trẻ nhỏ tiếp. Các sơ thì chắc quá mức độ này rồi ha. À, họ tiêu phí sức lực để kiếm tiền, rồi lại tiêu tiền để phục hồi sức khỏe. Người ở Mỹ chúng ta là cái chuyện này 100%. Đúng không? Họ bỏ hết đầu óc, bỏ hết tính toán để kiếm tiền, rồi đến đổ bệnh xuống lại bỏ tiền ra để mà cứu lấy cái sức khỏe của mình. Chúa tỉnh táo không? Chúa quá tỉnh táo, Chúa thấy chúng ta hết trơn, thấy không? Rồi, họ nghĩ tới nhiều tới tương lai mà quên đi hiện tại, để rồi chẳng sống ở hiện tại, cũng chẳng ở tương lai. Chúng ta đang nói cái tình yêu ở cùng đây nè. Là chúng ta đang ở trong nhà thờ, hôm qua con nói đấy, chúng ta lại nghĩ nồi phở tối nay. Rồi về nồi phở, đáng lẽ hai vợ chồng ngồi ăn vui vẻ với nhau đó. Nói ai anh hè, chiều này đi giảng ra sao hè. Thì cuối cùng chúng ta lại quay trở lại nhà thờ. Đang khi ở nhà thì ở nhà. Trọn vẹn cái giờ phút đó. Nhưng nghĩ đến tương lai, rồi đúng vậy, rồi đây nữa. Họ sống như chẳng bao giờ chết. Và chết dần như chưa từng được sống. Chúng ta sống tưởng mình không có chết. Rồi khi mà sắp chết tới nơi đó, khi đó là vồ vập, phải ráng hưởng chút nữa đi Chúa ơi. Chứ còn con mai mốt hết ngày rồi. Đấy. Cho nên hôm qua con đã nói quý vị, Đức Hồng Y Thuận Ngài đã khám phá ra cái now, cái the now, cái moment này, hic et nun, bây giờ và ở đây là the most important moment of our life. Là điều quan trọng nhất chúng ta có thể tận hưởng, thì cứ tận hưởng cho nó trọn vẹn nó đi. Rồi, Ngài hỏi đầu tiên là hỏi tiếp. Rồi tôi im lặng, tôi lại hỏi này, vậy thì thưa Ngài, Ngài tạo ra muôn loài, Ngài muốn chúng sinh ghi nhớ những bài học gì trong cuộc sống? Rồi Chúa nói như thế này nè, hãy nhớ rằng không bao giờ có thể bắt ai đó yêu mình, chỉ có thể tự làm cho mình trở nên đáng yêu. Yêu thì không bắt được, phải không? Bắt thì đâu còn là yêu nữa. Chúa không bắt. Cho nên chính vì vậy mà Chúa bị phản ngay từ đầu. Chúng ta thấy Chúa khi mà tạo dựng nên Adam và Eva, nhớ không? Chúa cho họ quyền tự do để yêu Chúa và tự do để chống Chúa. Nó chống liền. Chúng ta đang lặp lại đầy dẫy đó, đừng có cười to. Thấy không? Rồi, kẻ so kẻ mình với người khác là điều không tốt. Làm sao mà quý vị so với con được? Mấy cái anh cao cao, anh đâu có ông muốn so để anh thấy. Thấy anh đẹp trai, cao to hơn hơn hơn. Chúng ta không nên so với người khác bởi vì họ là họ. Chúng ta đang nói đến cái sự hiệp nhất này. Cái này là tuyệt vời cho điều mà chúng ta đang nói. Là cái hiệp nhất là mỗi người chúng ta nhận ra là mỗi người một vẻ. Mười phân vẹn mười. Vậy mà lại đi lấy cái mười phân vẹn mười của mình để đổi tám kia bên của thằng kia dại dột. Không thể tưởng. Có lần con quay ở trên ông Ngạn, ông nói như thế này. Có cái cô vợ kia đó, hôm đó bạn bè nó rủ rồi đi plastic surgery, đi sửa cái mũi. Ai cũng về cũng khen đẹp, đứng trước gương thấy mình đẹp hẳn lên. Bởi vì cái mũi tẹt của cha Hanh tự nhiên nó thẳng lên, thấy ngon lành, giống thằng Tây quá đi. Đấy, rồi khen ai cũng khen. Thì chị ta tối chồng đi làm về là cứ đi hơ hơ cái mũi để cho chồng thấy. Ông đã thấy rồi, nhưng mà ông cứ im lặng, ông buồn hiu. Chị ta nhiều không nổi. Mày anh không thấy gì hết à. Anh đã im lặng. Rồi im lặng cứ khờ ép thôi. Nói thấy rồi. Nói thấy mà tại sao không khen. Ai cũng khen cái mũi của em đẹp. Anh ta buồn rầu mà nói một câu như thế này.
Em có biết hồi xưa anh cưới em vì cái gì không? Hiểu chưa? Bảo là vì mỗi cái mũi đó mà anh cưới em, giờ sửa để lấy gì tao yêu. Vậy mà chúng ta cứ tưởng sửa như vậy nó đẹp. Chúa tạo dựng nên chúng ta cái image, cái điều mà Chúa muốn, tại sao chúng ta lại sửa đi? Con nói đến chuyện này, con nhớ đến câu chuyện của con hồi trước khi con đi. Hồi nãy con có đến nhà dòng của con, nhà dòng của con là Đan Viện. À, có người ở đây biết cũng vẫn nhắc đến là cái khổ tu. Con nói là chúng con sướng nhưng chúng con không có khổ. Nhưng mà vẫn khổ là bởi vì rất là nhạt nhiệm về luật lệ, về ăn uống. Thì hồi xưa chúng con ở bên, hiện tại bên Việt Nam cũng vậy, chúng con không được phép đi giày, hồi xưa còn đi chân đất nữa kìa. Nhưng mà sau này là bởi vì vô Sài Gòn á, đi giữa cái đường nhựa đi không nổi, cuối cùng phải đi dép bởi nó nóng. À, rồi bắt đầu đi dép. Thì khi chúng con bây giờ là mỗi anh em cái lớp khấn á, thì bắt đầu bề trên cho cái ông quản lý, ông đo cái, không được đi luôn, mà đo cái chân của mỗi người vẽ vào trên tờ giấy á, rồi đưa lên một cái shop gọi là chợ quán ở gần cái trụ sở chúng con ở 81B Trần Bình Trọng. Thì họ đóng cho mỗi người mỗi cái đôi sandals. Còn cái người nào mà đi du học thì buộc phải đi đóng giày. À, đi du học rồi đấy. Thì hôm đó con viện phụ ngài nói con đi ra cái chợ quán nó đóng một đôi giày. Thì con ở bên trụ sở, nó cách có chúng con mấy căn thôi, ở ngay quận 5 gần cái chợ quán đó. Con đi sang thì mặc cái áo của ông thầy, ông không mặc áo này đâu, chúng con có cái áo xám ở bên Việt Nam. Con đi ra, ông ta nhìn cái ông này, thầy là thầy Sito hả? Con ngạc nhiên hết sức. Nó ủa sao anh biết? Thế cái áo xám đó nói với con thầy là thầy Sito. Một cái là mình té ngửa. Cái thứ hai này, tôi ra đây là tôi muốn đóng một đôi giày. Thầy chuẩn bị đi du học hả? Nó biết là ở nhà mình không được đi giày. Biết ông Sito mà đi giày là đi du học thôi. Tại sao anh biết? Nói nhà dòng của thầy thì chỉ đi du học mới được mang giày. Con đóng bao nhiêu đôi con biết rồi. Cái đó chưa có hấp dẫn đâu. Anh ta bắt đầu đo chân, đo cả của con. Ông ta cứ nhìn lên đầu xuống chân, chân xuống đầu. Anh ta thấy ông cha, ông thầy này cũng hay hay. Ông này là thầy. Thầy có muốn con nâng cái đế giày lên tí không? Con đứng đâu con cứ tủm tỉm cười. Con này anh hay đó, tôi thấy anh hay đó. Nhưng mà có hai điều tôi sợ. Tôi phải nói thật với anh trước khi mà mình quyết định với nhau á, là có hai điều tôi sợ. Giờ mà tôi đóng đôi giày nó cao tí nữa rồi về tôi bấm chuông á, chúng nó không mở cửa cho tôi vô. Tôi thấy tự nhiên sao mà cái ông Hanh hôm nay không phải ông Hanh. Mà hồi đó bởi vì tôi đứng lên ngang này mà bây giờ tự nhiên nó cao hơn hẳn. Nhưng mà cái điều tôi sợ hơn anh có biết không? Là Chúa nhận không ra tôi thì bỏ xác. Anh ta im re, không dám đề nghị gì nữa. Thôi cứ đóng giày bình thường cho tôi đi. Cái câu chuyện đó nó vẫn trở lại với con, thưa với cộng đoàn. Đôi khi những cái biến cố, hôm qua con đã nói với quý vị là Chúa có thể nói với chúng ta rất nhiều nơi khác nhau, nhiều cách thức khác nhau. Chúa đã tạo dựng nên chúng ta, Chúa muốn chúng ta được bình an, được hạnh phúc đó. Mà tại sao đôi khi chúng ta lại không có nhận ra cái điều đó? Rồi chúng ta lại buồn bởi vì chúng ta thấp hơn người kia có một inch. Dễ gì cái đứa mà cao hơn con một inch mà có thể có những cái nét đẹp từ bên trong nó tỏa ra như thế này. Tại sao chúng ta lại không khám phá điều đó mà chúng ta lại đi so sánh? Cho nên trong câu chuyện này so sánh với người khác không bao giờ được cả. Mà cái điều tốt nhất á là mình so sánh mình với mình. Mình hôm nay có khá hơn mình hôm qua không? Mình hôm nay có yêu người hơn mình hôm qua? Mình hôm nay có hiệp thông, có hiệp nhất, có chia sẻ với chồng, với con, với người khác hơn mình hôm qua không? Quý vị có biết không, các sơ này với lại cha ân không có cái lời khấn này. Nhà dòng con có cái lời khấn này. Cái lời khấn thứ 4 của chúng con đó, là lời khấn cải quá tự tân. Hôm nay giảng phải khá hơn hôm qua. Hôm nay ăn nói phải khá hơn hôm qua. Hôm nay tu tác phải tử tế hơn hôm qua. Có một lời khấn luôn. Biển Đức Sito của chúng con luôn luôn có cái lời khấn này. Cho nên các sơ không phải khấn là đỡ cái khúc này đó. Các sơ dậm chân tại chỗ, chú còn chẳng dám nói gì cả. Chúng tôi đâu có được phép đó. Không được phép, thấy không? Rồi, hãy học cách tha thứ và tập tha thứ. Trong tình yêu là buộc phải tha thứ thôi. Rồi hãy nhớ rằng để làm tổn thương ai đó, chỉ cần có một vài giây ngắn ngủi thôi. Nhưng để chữa lành vết thương đó, cần phải tới hàng năm dài đằng đẵng. Có cái trên linh mục kia khi mà con chịu chức một cái cha ở bên Pittsburgh, ngài nói là giờ dặn cậu mày một cái này nha, hồi xưa làm thầy không sao, bây giờ làm cha ăn nói cẩn thận,
Cái gì mà có vẻ serious vậy cha Đàm? Ông bảo này, mình có một câu nói lỡ lời mà chữa 10 năm này không hay xong. Thì con muốn nói với quý vị như thế này, cái này, cái bài học này, sau đó con suy nghĩ, con nói nếu con mà cha Đàm thì con không chữa lâu như thế. Nếu như chúng ta, đây là chúng ta cần phải học tha thứ nè. Nếu như một ông cha mà người ta lỡ lời, hay là bố mình, hay là con mình, hay là vợ chồng, hay là một chị em trong đời tu, mà người ta lỡ lời mà chúng ta cứ ghi tâm khắc cốt, chúng ta cứ giữ lại nó, vậy thì đừng đọc kinh lạy cha nữa. Đừng có đi xưng tội nữa, chúng ta xin Chúa tha cho chúng ta như chúng ta cũng tha. Đây một chút lỡ lời mà. Sau đó con nghĩ rằng nếu mà con mấy ngày này con giảng mà con lỡ lời của ai đó thì ráng mà tha đi nhá. Liệu mà tha đấy không? Quý vị buồn con cũng không biết này. Quý vị làm cái gì con biết, con cứ xách xác con về, về sa mạc và hát cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Trong khi đó quý vị ngồi đó buồn một đống đấy, ông cha này nói tức mình dễ sợ luôn. Rồi cứ ngồi đó mà tức mình chứ đâu phải tức cha. Thấy không? Tiếng Việt của chúng ta đã lắm. Cho nên đôi khi nó phải click những cái chuyện như vậy để chúng ta nắm cho được. Đừng có hold on to it. Con thấy phải, chúng ta phải vượt lên trên những cái chuyện đó, thưa với cộng đoàn. Nhất là trong chị em trong đời tu, trong anh em trong đời tu. Đôi khi chỉ một lời nói, một ánh mắt mà cái gì đó là thôi, mình buồn cả tháng, buồn cả năm, thôi đi chơi với chị khác, bỏ cái con kia đi, nhìn mặt thấy ghét. Đấy, nhiều chuyện nó như thế nhá, tha thứ. Hãy nhớ rằng làm tổn thương ai đó thì chỉ cần một vài giây ngắn ngủi, nhưng mà để chữa lành cái thương đó thì mất cả hàng năm dài đằng đẵng. Và hãy hiểu rằng người giàu không phải là người có tất cả mọi thứ, họ chỉ là ít thiếu thốn hơn tôi thôi. Thấy không? Quý vị giàu hơn con thì cũng vậy thôi. Mà người càng giàu bây giờ càng phải giữ, bởi vì nếu mà ăn nhiều này, đi nhiều này là nhanh chết hơn mình, không? Cho nên coi chừng, nói mấy người giàu nói vậy họ lại không cho cha ân tiền. Thôi xin lỗi nha, cái đó xin lỗi, đừng cứ cho cha ân, đừng cứ cho nữa. Vì cha anh mà không cho cha ân thì tội con không có bù được đâu. Ông không cho thì không cho con, đừng không cho cha ân. Rồi khi cả hai người cùng nhìn vào một việc, sự nhận biết có thể không giống nhau. Đúng không? Con chỉ nói đơn giản như vậy là 3 ngày con giảng đây này, ai đây mà đi cả 3 ngày này. Về có 200 người này, giờ 200 người về kể cho người khác về cái bài giảng của con. Là 200 người nói 200 kiểu, khác nhau chẳng ai giống ai hết trơn. Là bởi vì cái dissect của mình, cái tiếp nhận của mình và cái diễn tả của mình nó sẽ khác. Cho nên đừng có bắt người ta phải giống mình. Không được, không phải giống mình được, phải giống Chúa thì đó là mới điều kiện và cái mục đích của chúng ta. Rồi tha thứ lẫn nhau chưa đủ mà còn cần phải tự tha thứ cho mình. Cái này có nhiều người không tha cho mình được nè. Cứ nói tội con thì không ổn rồi cha ơi, tội con. Ở trong tòa giải tội rất là thương có nhiều người. Có nhiều người họ nghĩ rằng Chúa không có tha cho họ nổi. Tội họ nó lớn quá, họ nghĩ vậy đó. Không có thứ gì mà Chúa không tha hết đó. Chúng ta phải tập tha cho mình nữa. Cứ xưng ra Chúa tha hết tất cả nhé. Cảm ơn Ngài đã cho con chút thời gian. Khi anh ta nói vậy đó, rồi tôi rụt rè. Rồi nãy Ngài còn điều gì muốn nhắn với chúng sinh, với nhân loại nữa không? Đây là đang còn cái phỏng vấn mà. Thì Chúa nhìn cười và đáp nói như thế này nè. Về hãy nói với mọi người rằng Thượng Đế ở đây vì họ mãi mãi. Nói ta ở đây, Chúa ở đây vì họ, vì các người, vì chúng ta mãi mãi. Vậy Chúa ở đây, bí tích tình yêu, bí tích thánh thể, nguồn và chóp đỉnh của đời sống của chúng ta. Thầy ở đây với các con mọi ngày cho đến tận thế, còn các con thì cứ chạy lang thang. Thấy không? Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Thấy không? Trịnh Công Sơn mà còn viết như vậy mà chúng ta cứ loanh quanh hoài, đi không có chỗ đến. Con phải bước sang một tí về bên kia bằng không còn hết mất giờ để nói về cầu nguyện rồi. Còn bước sang một cái tí là chúng ta tối hôm nay chúng ta là cái cộng đoàn hy vọng, là cái cộng đoàn của thánh thể, cộng đoàn và cộng đoàn cầu nguyện. Cầu nguyện là gì? Một cái định nghĩa sâu xa cổ điển nhất của giáo hội đó là cầu nguyện là nâng tâm hồn mình lên tới Chúa. Chứ cầu nguyện không phải là đọc kinh. Đọc kinh chưa chắc đã cầu nguyện, thật mà. Rất nhiều chúng ta đọc hết kinh nọ sang kinh kia mà không hề có một cái tâm gì cả nâng lên tới Chúa. Cho nên chúng ta nhớ các bà, người bác của chúng ta nhớ hay nói gì với nhau không?
Kính mừng Maria đầy ân phúc, đóng chuồng gà chưa con? Vậy mà cầu cái gì? Đúng không? Chúng ta cứ nghĩ coi, rồi chúng ta cứ đọc những cái máy vậy đó. Nhưng mà nếu như con nói vẫn nó có một ích, ít nhất là có một ích khi mà chúng ta đọc mà không nâng tâm hồn, không có một cái tâm tình gì với Chúa, với ai đó, thì có lẽ ít nhất á, là khi đó chúng ta không nói xấu ai được này. Chúng ta không có hy vọng, cũng không có nghĩ bậy này. Bởi vì chúng ta đang kính mừng Maria mà đâu có nghĩ bậy, là thằng lẽ đang đọc Đức Mẹ như vậy, mẹ khóa miệng lại thì chết mình. Không, ít nhất là mình né tránh. Nhưng mà cái cầu nguyện đích thực là chúng ta nâng tâm hồn của mình lên tới Chúa. Chúng ta nói chuyện với Chúa, dialogue. Thế cái điều này này, cho nên để chúng ta có thể hiệp nhất yêu thương được là chúng ta phải có Chúa ở giữa chúng ta. Cho nên con thấy một cái poster của cái bộ phim, con chưa bao giờ coi, nhưng mà License to Wed. Đó, ai thấy cái bộ phim này tiếng Mỹ, License to Wed, rất là hay. Là bên này một ông bride, ở bên này bridegroom, ông linh mục nằm ở giữa, thấy cái cổ côn. Dĩ nhiên là phim Hollywood thường là nó bôi bác công giáo của chúng ta, nhưng cái hình ảnh đó nó cho chúng ta thấy đó, là chúng ta luôn luôn nhớ cái tình yêu của chúng ta nó có vững bền hay không, cái cuộc sống của chúng ta nó có nguồn gốc hay không đó, nó có đạt tới cái gì hay không, phải luôn luôn có Chúa ở giữa. Bằng không nó try off. Chúng ta nhớ quá rồi, chúng ta biết quá rồi. Khi mới yêu nhau chúng ta thề non hẹn biển, chúng ta dữ lắm. Chúng ta sống với nhau một chặp, chúng ta đâu còn cái tình yêu, cái thủa ban đầu. Nếu không thì người ta sẽ không có câu thơ là cái thủa ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hổ dễ, mấy ai quên. Là bởi vì cái thủa bây giờ nó không còn cái thủa ban đầu nữa. Nó khô quá rồi, nó chán quá rồi. Nhìn mặt nhà ngươi ta sống hết nổi rồi. Thấy không? Cho nên phải có cái tình yêu của Chúa. Cho nên cái bí tích thánh thể, gọi là bí tích tình yêu, là nguồn, là nguồn suối, là chóp đỉnh, là vậy. Bởi vì chúng ta phải bám trụ lấy chính cái sức mạnh của tình yêu đó, chính cái của ăn thiêng liêng đó, nó nuôi sống tâm hồn của chúng ta. Mà bất kỳ ai có Chúa thì họ có được bình an của Chúa, có được tình yêu của Chúa, có được sự tha thứ của Chúa. Chúng ta không đủ khả năng để tha cho ai đâu. Chúng ta không có đủ khả năng để chúng ta nối kết với ai đâu. Thưa với cộng đoàn, con cầu xin mọi người phải ý tứ cái chuyện này và phải khiêm nhường sống cái sự thật đó. Và khi đó là một người sống khiêm nhường và sự thật đó, Chúa sẽ sử dụng cái gọi là cái pencil đó, mẹ Teresa ngày dùng người đó đó. Chúng tôi là cái pencil nhưng mà ở trong cái tay của chính Thiên Chúa, chính Chúa Giêsu. Chúng ta thì đủ hết màu mè, chúng ta vẽ không ra. Chúa chỉ cần pencil cho gạch ngang gạch lại một, ra một cái tuyệt phẩm liền. Đấy, cho nên khi chúng ta nói đến, cho nên cái cầu nguyện đó, như mẹ Teresa hôm qua con có trưng đó, đi vào trong thinh lặng cầu nguyện, chúng ta cần Chúa, mà để chúng ta bắt gặp được Chúa, chúng ta đến được Chúa, là chúng ta phải cầu nguyện. Mà cầu nguyện là trước hết chúng ta nâng tâm hồn của mình lên với Chúa. Rồi cầu nguyện là chúng ta phải biết nghe Chúa ở trong tin mừng, ở trong, và Chúa nói với chúng ta điều gì. Con đi giảng khắp nơi, họ nói cha ơi, cha giỏi kinh thánh quá, chúng con không được học, cha đi học thần học cái nọ cái kia. Con nói rằng là đúng, các cha đi học là để có khả năng, không phải là để sống mà thôi, mà để giải thích cho quý vị, để explain cho quý vị. Nhưng mà quyển chốn kinh thánh nó chỉ gói trọn trong một chữ thôi. Chữ gì? Một chữ duy nhất cả cuốn kinh thánh. Chữ gì? Chữ yêu. That's it. Cái điều luật duy nhất là mến Chúa và yêu người. Thánh Phaolô nói trong thư Roma sao? Tất cả mọi cái điều luật nó được nên trọn trong giới răn duy nhất này là yêu. Vậy mà chúng ta cứ ghét nhau hoài. Thấy không? Đơn giản hết sức. Cho nên á, quý vị không cần phải học kinh thánh theo cái nghĩa academic. Hồi chúng con đi học ở chủng viện á, ông cha Khởi, Vương Đình Khởi, ngài nói có hai loại thần học. Một loại thần học là thần học kinh viện. Kinh viện là như anh em chúng con học để mà có bài bản đâu vào đó này, để mà dạy dỗ, để mà biết trước biết sau này. Nhưng có một cái thần học khác, ngài nói là một cái thần học quỳ gối. Mà cái thần học quỳ gối này này là các cụ, các ông, các bà ở đây giỏi hơn chúng con nhiều, nhớ dùng. Bởi vì đôi khi chúng con quá về trí não, quá về trí não rồi, chúng ta cái gì cũng phải make sense. Ông Thánh Anselmo, hôm như hôm trước con nói ở đây rồi, ông Thánh Anselmo ngài nói là phải tin đã rồi mới hiểu. Còn chúng ta đòi hỏi phải hiểu đã rồi mới.
rồi mới tin. Trong bí tích, chẳng hạn như bí tích tình yêu, chúng ta phải tin đã chúng ta mới hiểu. Cho nên đó, cái thần học kinh và thần học quỳ gối là quý vị đó. Quý vị một mực tin tưởng tuyệt đối nơi tình yêu của Thiên Chúa. Cho dù chuyện gì nó xảy ra cho tôi đang bình an hạnh phúc hay là tôi đang buồn sầu đau khổ, tôi đang khỏe mạnh hay tôi đang còn có mầm bệnh ở trong lòng mình, trong con người của mình. Đó mới là cái điều mà chúng ta gọi là cầu nguyện. Cầu nguyện là chúng ta đối chiếu, chúng ta lắng nghe, chúng ta đối chiếu cuộc đời của mình với cái lời dạy của Chúa. Bởi vì Chúa vẫn tiếp tục nói với chúng ta. Chúng ta đến thỉnh ý Chúa, Chúa cho chúng ta biết là chúng ta như thế nào. Đấy, rồi hôm qua chúng ta nói đến những cái câu mà ai yêu mến Thầy thì giữ lời Thầy, nghe và thực hành lời của Chúa. Thì đó là cái cầu nguyện. Cầu nguyện là cái gì? Cầu nguyện là để chúng ta biết ý Chúa muốn cho chúng ta điều gì, đúng không? Muốn cái điều gì tốt nhất cho mình. Cho nên một như vậy chúng ta còn hiểu được một điều nữa là khi cầu nguyện thì chúng ta cũng bỏ bớt cái ý riêng của mình. Cầu nguyện là submit your will to God's will. Chúa Giê-xu cả cuộc đời Ngài chỉ làm một điều duy nhất là vâng phục Chúa Cha cho đến chết và chết trên thập giá để cứu độ và để chứng tỏ, để biểu lộ cái tình yêu diệu vời đó của Thiên Chúa dành cho mỗi chúng ta. Và bởi vì chúng ta quá bận rộn với cuộc đời, bởi vì chúng ta quá bám trụ vào cái đời này. Con chỉ ước ao thôi, chúng con ở trong cái đan viện đôi khi cảm ơn Chúa, con vẫn rất là mến cái ơn gọi này. Là bởi vì ở trong đó đó, khi mình ngồi trước mặt Chúa ít nhất mỗi ngày một tiếng đồng hồ suy niệm đó đó, đôi khi Chúa mở cho mình. Rồi con đi giảng như thế này này, hôm nay con thấy những cái khuôn mặt này, rồi những cái tiếp nhận thế này, cái kia đó, đi về rồi nó cộng lại nhiều cái yếu tố đó. Đôi khi Chúa nối cho mình một cái, con mới té ngửa ra. Nói lại Chúa thật là diệu vời, quá ư, nó thật là cao cả nhưng cũng rất là chân thực trong cái cuộc sống của riêng con và của anh chị em con. Cho nên chiều này con nói với cô Tuyết, con nói thiệt là nếu như con ở bây giờ mà cái công việc của con không có đi giảng gì được hết đó. Con có thể nằm ở nhà, con ngồi nhà, việc nó nhiều kinh khủng, cả xây dựng một cái cộng đoàn. Mà quý vị biết chúng con có 10 anh em, 5 ông cha, 5 ông thầy, mà tất cả các anh em ở bên Việt Nam họ mới sang. Thì chúng con được 10 năm nhưng mà không ai hiểu gì về văn hóa Mỹ, không ai biết gì về vấn đề, những cái cách thức làm việc ở bên này. Tất cả con một mình để mà bươn trải những cái chuyện này. Nhưng mà con vẫn dành thời gian để đi giảng. Bởi vì con biết đó, cái sự hiện diện của chúng con trong đó cũng là để cứu độ các linh hồn. Mà đi giảng đây là trực tiếp doing it. I'm doing it directly. Không cần phải chờ xây xong nhà dòng để rồi mình mới người ta mới đến với mình. Nhưng mình đến đây. Cho nên cái hy vọng của con đến đây thưa với cộng đoàn, con mỗi lần con đến bất kỳ ai, con cầu nguyện cho quý vị, con cầu nguyện cho chính mình, để rồi mỗi chúng ta nếm cho được Chúa. Cứ xin chốt Chúa cho con nếm Chúa một lần thôi. Chỉ một lần thôi thưa với quý vị. Chúng ta không còn hờ hững được nữa đâu. Chúng ta không cần sống qua ngày một cách nó thiếu ý thức được nữa đâu. Chỉ một lần thôi, nếm thực sự. Nếm thực sự được chính Chúa, để tình yêu của Chúa. Con xin guarantee một điều là nếu chúng ta xin Chúa cho một lần thôi, lạy Chúa, chỉ một lần thôi, và có thể thưa với quý vị, cái nếm này có thể chúng ta phải trải qua một sự hiểu lầm ghê gớm, một sự đau đớn không thể nào ai chia sẻ với chúng ta được. Con đã đi ngang qua một vài lần tương tự như thế, đụng tới cái sâu thẳm của chính mình, và nơi đó Chúa đang chờ đợi. Và Chúa nói, con ơi, việc của con là theo ý ta. Cho nên, thực sự thưa với cộng đoàn, con khao khát cho mọi người. Khao khát cho anh em con trong nhà mình. Khao khát cho tất cả những người mà con có cái cơ hội gặp gỡ như thế này trong một cái bầu khí của mùa vọng, trong những cái ngày tĩnh tâm. Cho nên con tiếc lắm những cái người mà họ không có cảm được đây là một cái nhu cầu tối hậu mà tất cả chúng ta đều cần. Cho nên con cầu xin cho mọi người và xin mọi người cái điều này nữa, là cái phần còn lại của 2.000 gia đình của chúng ta trong cái giáo xứ La Vang này, làm sao những cái người mấy ngày này ở đây để cho Chúa đụng chạm đến cái thâm sâu của mình đó. Chúng ta như mẹ Teresa, con hôm qua con Trưng nói đây, không phải là chúng ta nói gì, chúng ta làm gì, nhưng mà nơi chúng ta và qua chúng ta, Chúa có thể đụng chạm đến tâm hồn những người họ không đến đây 3 ngày này. Trước hết là những người trong gia đình của chúng ta. Đó là cầu nguyện mà Chúa muốn chúng ta hạnh phúc, Chúa muốn chúng ta gặp gỡ Chúa, Chúa muốn chúng ta tin tưởng ở nơi Chúa.
Cho nên khi mà chúng ta nói đến cái cộng đoàn của chúng ta là cái cộng đoàn hy vọng, là bởi khi chúng ta thực sự hy vọng là chúng ta phải sống cho bằng được là chuyên chăm lắng nghe lời và thực hành lời Chúa. Rồi chúng ta là một cái cộng đoàn phải vứt bỏ những cái cả tội lỗi, tất cả những cái gì của mình, để chúng ta hiệp thông, để chúng ta xây dựng cái giáo hội này đạt tới một cái tầm mức mà chúng ta đừng có quên là chúng ta không chỉ là gom lại trong giáo xứ La Vang, biết bao nhiêu người họ chưa hề nhận biết Chúa ở ngoài kia kìa. Thì khi chúng ta họ vô tiệm của chúng ta họ ăn, họ đi làm cùng công ty của chúng ta, họ vô tình gặp của chúng ta ngoài chợ, họ có nhìn thấy được cái gì khác nơi chúng ta không? Đấy, cho nên chúng ta, chiều nay con có giải thích cho cô Tuyết một cái biết là chúng ta cầu nguyện là xin cho danh Cha cả sáng. Chúng ta đôi khi chúng ta đọc mà chúng ta không có hiểu và cũng không biết cái đó có ý nghĩa gì đâu. Chúng ta không thể làm cho danh Chúa sáng hơn, có phải vậy không? Danh Chúa không thể sáng hơn được nữa. Thì tại sao Chúa Giê-xu lại đặt cái lời này vào trong kinh lạy Cha cho chúng ta? Nó có thừa không? Nó không hề thừa, là bởi vì như thế này này. Khi chúng ta cầu cho danh Cha cả sáng á, là chính chúng ta, nơi và qua chúng ta. Chúng ta đừng có trở thành cái chướng ngại vật để cho Chúa và danh Chúa, tình yêu của Chúa nó bị lu mờ, nó thấy người ta thấy lệch lạc. Cho nên có một cái câu chuyện rất thật là chúng ta gọi là ông Thánh Gandhi đó. Ông Gandhi là cái leader của Ấn Độ đó. Là ngài đọc tin mừng, ngài rất thích tin mừng của Chúa. Hôm đó ngài quyết định ngài đi vô nhà thờ. Mà chúng ta biết thời bấy giờ đó là Ấn Độ là dưới cái sự đô hộ của Anh. Mà khi đó đó người ta chia ra, kể cả người Công giáo nha, người da trắng thì ở nhà thờ này, người da đen ở nhà thờ kia. Hết sức vô phúc cho ông Gandhi là ông đi lộn vô cái nhà thờ da trắng. Nó không có cho ông vô. Ông nói sao? Chúa của các anh hết sức tuyệt vời. Tin mừng Chúa để lại hết sức tuyệt vời. Nhưng những người theo Chúa chẳng có tuyệt vời đâu. Đó, chúng ta khi cầu cho danh Cha cả sáng là chúng ta cầu cho ơn, cho gọi là ơn gọi và sứ vụ của chúng ta. Nó phản ánh đúng cái sáng láng của Thiên Chúa và tình yêu của Ngài. Đó là cầu nguyện. Đó là bí tích tình yêu. Và không chỉ trong chúng ta, khi mà chúng ta nhận lãnh tình yêu của Thiên Chúa và bí tích của Ngài, thì đấy, chúng ta trở thành cái chứng từ của tình yêu đó. Cho nên mọi người họ gặp gỡ chúng ta, họ đến với giáo xứ chúng ta, họ nếm cảm được đây là một cộng đoàn yêu thương, đây là một cộng đoàn hy vọng. Và hơn thế nữa, như trong một trong những cái điều mà chúng ta trong câu Latin là Alter Christus, là mỗi người chúng ta trở thành Chúa Kitô thứ hai cho anh chị em mình. Thưa về cộng đoàn, đó là cái mục đích của chúng ta, đó đưa lại cho chúng ta cái hạnh phúc đích thực, cái giá trị của cuộc đời chúng ta và qua chúng ta cho anh chị em mình, những người trong gia đình, những người trong giáo xứ, những người mà họ chưa cảm thấy tĩnh tâm là cần, những người họ chưa cảm thấy Chúa là cần mà chỉ đang cần những cái chuyện khác quá. Thì chính chúng ta làm sao, con kêu mời, kêu nài tất cả những người ngồi đây, nếu như chúng ta đã nếm được một chút xíu gì đó, chúng ta hãy để cho danh Chúa quả sáng nơi chính mình và qua những cái hành động, những cái việc làm của mình, thưa với cộng đoàn. Đấy, cho nên đó là một những cái tâm tình mà con muốn chia sẻ với cộng đoàn, để rồi tất cả chúng ta trong cái những cái ngày này, chúng ta, phần con cũng dám nói là con nỗ lực rất nhiều, chiều nay hôm qua về vẫn tiếp tục ngồi để mà dọn bài, để mà ấy, nhưng mà được bao nhiêu ở nơi quý vị, hoàn toàn lệ thuộc ở nơi quý vị thôi. Con làm hết sức mình, và để con kết thúc thì con đọc một cái lời nguyện của mẹ Teresa. Mẹ viết như thế này, con đọc bằng tiếng Anh cái đã, con mới trích cái này, là gọi là mẹ viết cái title gọi là Simple Path, là một con đường đơn giản. Con đường đơn giản. Silence is prayer. Prayer is faith. Faith is love. Love is service. The fruit of service is peace. Có nghĩa là thinh lặng là cầu nguyện, mà cầu nguyện là đức tin, mà đức tin là tình yêu, và cái hoa trái của
tình yêu là phục vụ, mà hoa trái của phục vụ là sự bình an. Đây là cái kết và cũng lời chúc của con dành cho cha xứ, cha phó, quý sơ và tất cả mọi người trong cái mùa bình an này. Để rồi khi chúng ta có Chúa đó là thái tử bình an, chúng ta thực sự chúng ta có cái tình yêu và sự bình an của Chúa chiếm ngự không chỉ trong tâm hồn mà nơi cuộc sống, gia đình và mỗi người chúng ta, cho dù chúng ta đã đang là ai, đang có gì và đang không có gì. Xin cảm ơn cộng đoàn thật nhiều. Vâng, chúng con xin cảm ơn